Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một clip liên quan tới trò chơi liên quan mobile mà trò chơi mình thỉnh thoảng có chơi. Trước đây thì mình luôn chơi vị tướng Mark. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Mark là một trong những con tướng đầu tiên ngày xưa mình chơi. Lý do đơn giản là cái thời điểm mình vừa mới chơi á, mình cũng không biết chơi. Thì mình thấy con Mark này nó có một cái chiêu đó là ra ra đạn đạo, nó dễ chơi. Bạn bật lên một phát đó, nó mở full màn hình. Thì mình chơi con tướng này từ cái thời mà mình mới bắt đầu biết tới liên quân, mình chơi cho tới lên cao thủ luôn. Đó. Thì nói chung con này thì thành thạo của mình khá là cao. Thậm chí mình còn được top Việt Nam. Ngày xưa mình chơi mà còn được top Việt Nam luôn á. Ok. Thì sau một thời gian chơi thì thỉnh thoảng mình vào trận đấu mình sẽ gặp một số tình huống đó là thiếu AD, thiếu rừng, thiếu SP hoặc là thiếu support. Tức là một vị trí có nhiều người chơi á, và một vị trí còn lại nó bị thiếu. Thì mình có thể chơi được đi top nè, bằng con Mark, con Tahm, Arthur hay là gì cũng được. Mình đi SP cũng ổn. Mình đi mid thì mình không biết đi lắm. Thật trong những cái con tướng mà mình chơi thì có con tướng duy nhất mà mình chơi đó là con Kali. Tại vì đơn giản nó cũng dễ chơi. Bạn sấy ulti lên phát nè. Bạn bật ulti lên, bạn sấy binh đoàn linh hồn một phát thì mẹ nó gọi là nó đẩy lính đi bét nhè luôn, đúng không? Đó, con Kali là một trong những con tướng mà mình chơi để mình, lúc mà nếu mà thiếu thiếu người đi mid thì mình đi mid bằng con Kali. Thì mình gặp một tình huống đó là thiếu AD. Thì trong tất cả những con AD mà mình nhìn thì mình thấy con nào cũng khó, mình cảm giác chơi AD khó lắm. Tại vì chơi AD bạn phải gánh team. Bạn phải gánh team nha. Bạn phải gánh team giữ vị trí tốt. Hiểu cho tướng, hiểu kill các kiểu các kiểu thì mình thấy khó chơi quá, mình không có chơi được con AD nào cho tới khi mình thấy con Celca. Con này đọc bạn đọc tên chính xác là Celca nhưng mà mình hay đọc là Celica, đọc tên thuần Việt. Đây bạn thấy cái chữ Celica đây không, thì đọc đúng hình như là Celca đó nhưng mà mình hay gặp là Celica. Thì con tướng này mình cảm giác nó là một trong những con tướng đi AD mà mình thấy dễ chơi nhất. Nó dễ chơi và nó không phụ thuộc quá nhiều vào con đồng đội của bạn. SP của bạn có thể bất cứ con nào, bạn cũng có thể đều đi chung với con Celica được. Thậm chí con Celica nó có thể đi solo một mình nó, nếu mà nó cần nó đi solo một mình nó ở đường AD, đường rồng á, nó vẫn đi được. Thậm chí bạn cho nó lên top nó vẫn đi được. Nói chung là con này rất là dễ chơi, đường nào đi cũng được. Tại vì cái bộ chiêu thức của nó đó, sau khi mình xem kỹ lại nội đây mình sẽ cho mọi người xem chiêu thức và nội tại của con tướng này. Đây là con tướng mình sẽ giới thiệu ở trên mục chơi AD của mình. Hiện tại mình đang chơi con này đi AD. Về cái nội tại của nó gọi là bắn dồn. Thì nội tại của nó rất là đơn giản, đó là càng bắn nhiều thì càng lên chí mạng và công vật lý. Tổng cộng nó có thể dồn được tới 5 lần, tức là bắn 5 lần trúng lính hoặc là người thì nó sẽ tăng lên chí mạng 3 x 5 là 15. Có nghĩa là maximum năng lúc mà tăng max max của cái nội tại á, là nó sẽ tăng được 15% chí mạng. 8 nhân là 40 công vật lý. Đó. Nói chung càng bắn nhiều thì càng mạnh thôi. Cái này thì nó cũng không có gì quá đặc biệt ha. À, mình nghĩ là mình sẽ ấn vào cái play. Ủa, ấn vào cái giới thiệu để cho mọi người nhìn cái. Ủa, cái bản này không có demo hả? Thôi được rồi. Hiểu như vậy đi ha. Rồi. Về cái chiêu 1 của nó ở đây họ họ gọi là bùng nổ, thì nó chỉ là đơn giản tăng tốc chạy trong 2 giây và tăng thêm 40 công vật lý. Có nghĩa là khi bạn ấn chiêu 1 nó sẽ tăng tốc chạy của bạn lên và tăng công vật lý lên trong 2 giây. Bạn có thể sử dụng chiêu 1 này để chạy thoát khỏi khống chế của địch hoặc là rất là nhiều trường hợp khác nhau mà xử lý. Và chưa kể lúc mà bạn ấn vào chiêu 1 đó, bùng nổ nó còn tăng cả công vật lý nữa. Kết hợp giữa bùng nổ và nội tại thì có nghĩa là bạn càng bắn nhiều bạn càng mạnh. Thêm vào đó càng bắn nhiều thậm chí còn tăng cả công vật lý nữa. Đó, con này càng bắn nhiều càng mạnh ha. Rồi, về cái chiêu 2 của nó đó là mình định vị. Đây là theo mình đây là cái chiêu cá nhân mình thì mình nghĩ đây là chiêu quan trọng thứ nhì. Ngoại trừ chiêu ulti của nó thì mình định vị là cái chiêu quan trọng thứ nhì làm nên tên tuổi và cách chơi của cái con Celca này. Mình định vị thì đơn giản lúc mà bạn quăng mìn vào mục tiêu, bạn quăng mìn trúng vào tướng á,
thì mục tiêu sẽ chịu sát thương và làm chậm, giảm giáp. Bạn thấy chưa? Có một con tướng nào mà nó hiệu quả, ai con AD nào mà nó hiệu quả như con này không? Bạn quăng mình trúng vào đối phương, vừa làm chậm đối phương, vừa giảm giáp đối phương. Thậm chí cái con CK lúc này nó còn nhận được thêm một cái khiên chắn miễn thương nữa. Đó. Tối đa thì được hai cục mìn. Thì theo mình đây là cái chiêu mà nó cực kỳ tốt để bạn đi solo hoặc là đi theo team. Bạn có thể dùng mìn á, bạn quăng ra để bạn check sheet map. Đây, mình xem, mình hy vọng là cái chiêu này nó có hướng dẫn cho mọi người nhìn. Đây, đó. Khi tướng giảm vào thì bạn sẽ có một cái khiên, bạn thấy không? Bạn có một cái khiên. Mình sẽ phát lại cho mọi người nhìn. Đó, tướng địch giảm vào thì tướng địch mất máu, làm chậm, giảm giáp, bạn sẽ được thêm một cái khiên. Để khiên ở level đầu thì nó hơi cùi, nhưng mà càng về sau bạn sẽ thấy là cái cục giáp ở đây, cục màu trắng này ở đây nè, bạn thấy không, càng lúc nó càng nhiều đó. Về cuối thì nó sẽ rất là hiệu quả, nó hiệu quả từ level bạn chơi từ level 1 cho tới level 15 luôn, nó đều rất là hiệu quả. Thậm chí đến cuối trận đấu tất cả mọi tình huống trong game mà đều thấy cái chiêu hai này nó cực kỳ quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng. Rồi mình sẽ giới thiệu tiếp về chiêu cuối cùng, chiêu làm nên thương hiệu của Celka. Nó cũng tương tự như chiêu ulti của Mac, cái con tướng mà làm nên thương hiệu của Mac. Thì ulti của Celka là một trong những ulti mà theo mình là nó thiếu cái ulti này phát là con này không biết chơi làm sao luôn. Ulti là pháo thành công thì nó ở đây họ gọi nó gọi là trạng thái pháo dàn trong 15 giây. Khi bạn mở ulti thì bạn sẽ tăng tới 240% giáp và giáp phép, nhưng không thể di chuyển, tức là bạn dựng lên như một cái pháo á. Bạn hình dung nhé, 240%, 240 điểm giáp và giáp phép này là nó tương đương với hai món đồ lớn, hai món đồ lớn đó, chứ không phải ít đâu. Khi bạn dựng một một món đồ kiểu như là khi điện thoại hoặc là mấy cái đồ phòng thủ phép á, bạn thấy không, nó chỉ cộng khoảng 200 phép, 200 giáp thôi, mà các coi cái ulti này nó tăng tới 240 giáp cho cả giáp phép và giáp giáp, giáp thường, nó rất là nhiều. Còn về cái sát thương mà bắn lên đối phương á thì nó cộng tới 100% công vật lý. Đây. Đó, 100% công vật lý và cứ kể 350 điểm cộng thêm nữa. Nè, cộng thêm bắn tới 7 lần. Đó. Đây là cái chiêu mà theo mình là nó có thể gọi là nó bố đời chứ. Bố đời chứ. Mình chơi cái con Celica này đơn giản là vì cái chiêu này. Con AD đầu tiên và duy nhất hiện tại mình đang chơi là con Celica là vì lý do này ha. Vì cái con T nó dễ chơi. Nó giúp cho bạn không cần phải giữ vị trí quá tốt, không cần phải đứng theo combat một cái gì đó nó hiệu quả. Bạn chỉ đơn giản là bạn biết trốn, biết núp, biết chỗ nào bạn dựng pháo, lúc nào cần dựng pháo là được. Mình sẽ demo cho mọi người nhìn. Đây, dựng pháo lên, bạn thấy cái tầm cái đường gọi là cái khoảng cách, chờ xíu nè. Cái khoảng cách từ đây từ con tướng của mình nè tới cái rìa bạn thấy rất là xa ha. Đây là gần như một trong những cái chiêu mà có thể bắn xa nhất của game liên quan luôn á. Tầm bắn của nó còn xa hơn cả cái ưng nhãn của con Theonat nhá, xa hơn cực kỳ. Tầm bắn của nó là vượt qua tầm bắn của trụ luôn, thế nên bạn hoàn toàn có thể đứng từ ngoài bắn thẳng vào trụ đó. Đây là cái chiêu có thể gọi là làm nên thương hiệu và tên tuổi của Celica. Đam của nó thì siêu to khổng lồ luôn, mẹ nó to cực kỳ to luôn đó. Một trong những lý do mà tại sao mình nói con tướng này nó dễ chơi ơi là dễ chơi mà mình chơi được, mặc dù mình đánh AD là cực kỳ gà luôn nha, nhưng mà mình chơi con này được, thậm chí mình có thể chơi con này mà mình gánh team được luôn. Rồi, giới thiệu về bộ chiêu thức của con Celca là như thế. Tiếp theo mình sẽ cho mọi người xem về vấn đề lên trang bị như thế nào cho nó phù hợp. Mình hơi đau đầu về vấn đề lên trang bị khi mà mình mới bắt đầu chơi con Celca. Đây, mình sẽ cho mọi người xem cái vấn đề. Đó là khi bạn ấn vào đề cử Pro. Đây. Đề cử Pro bạn sẽ thấy có những cái combo kiểu kiểu như thế này. Mình sẽ nói theo vấn đề đề cử Pro cho mọi người nhìn. Đồ đạc thì đầu tiên mình sẽ nói tới phù hiệu đi ha. Theo mình phù hiệu là một trong những thứ rất là quan có thể nên nói đầu tiên. Phần lớn các Pro, đề cử Pro bạn đều thấy là họ sẽ sử dụng là luyện kim. Đó. Một số ít thì sẽ sử dụng tinh linh. Đây. Phần lớn đều là luyện kim và một rất ít sử dụng là tinh linh. Theo mình á thì con tướng này
nên sử dụng luyện kim. Đây, mình sẽ đọc cho mọi người xem thông tin về luyện kim. Đó là khi bạn đánh trúng tướng địch hoặc là trụ thì bạn sẽ nhận được thêm vàng. Ở những cái con tướng AD khác á thì có khả năng bạn rất là khó đánh trúng người hoặc là đánh trúng trụ. Nhưng mà con riêng con Seoka á thì ở cái chiêu đây, khi bạn sử dụng minion vị, bạn có thể quăng trực tiếp vào tướng địch luôn, rất là dễ quăng và rất là dễ trúng, tại vì nó quăng tức thời luôn, gần như khi bạn quăng cái là trúng trúng vào tướng địch thôi. Thế nên cái xác suất bạn đánh trúng vào tướng địch nó rất là cao, cao hơn rất là nhiều so với những vị tướng AD khác. Thế nên sử dụng luyện kim theo mình nó là tối ưu nhất cho con Seoka đó. Những cái phù hiệu khác kiểu như bạn sử dụng những cái nhánh như tinh linh hay là gì đó để tăng đam đầu game hay gì đó, theo mình thì không cần thiết ha, tại vì bản thân nội tại và chiêu một của con Celica đó là càng đánh nhiều, càng đánh trúng đối phương hoặc là trúng lính á, thì nó tăng nội tại lên, nó tăng tới 15% công vật chí mạng và đến 85-40 công vật lý rồi. Thêm vào chiêu một nó là tăng thêm 40 công vật lý nữa, có nghĩa là bình thường nếu mà bạn đang ở 5 cái nội tại á, 5 điểm nội tại, bấm chiêu một phát bạn cộng tới 80 điểm vật lý ở đầu game, rất là mạnh. Đó. Nó đã đủ mạnh rồi. Thế nên theo mình con Seoka bạn không cần thiết phải sử dụng những cái phù hiệu nhánh kiểu như là tinh linh hay là gì gì ha, nó không cần thiết. Mà ở cái lệnh kim á, bạn đánh trúng địch và trúng cái chiêu ulti của nó, lúc mà bạn dựng lên bạn sẽ đánh và trúng vào tướng địch, trúng vào trụ rất là nhiều. Thế nên khi bạn sử dụng Celica thì gần như theo mình là bắt buộc. Mình nghĩ là tới 100% là những người chơi Celica đều sẽ sử dụng tinh linh. Số lượng sử dụng cái người chơi AD sử dụng tinh linh thì có người không thích dùng, có người thì dùng. Có người thì thích đánh mạnh đầu game và đè luôn đường và mạnh hẳn luôn. Họ tự tin vào kỹ năng, họ sử dụng những cái nhánh phù hiệu khác kiểu như tinh linh ha. Nhưng mà riêng con Seoka thì theo mình là 99% là nên sử dụng tinh linh. Trừ một số trường hợp nào đó đặc biệt đặc thù quá thì mình không bàn. Còn theo mình thì cứ dùng luyện kim là hợp lý nhất, tại vì đánh trúng đối phương rất là nhiều, lên tiền rất là nhiều. Gần như nếu mà không có gì quá đặc biệt, bạn sử dụng con Seoka này, bạn đi đường thì gần như khi nào bạn cũng sẽ cao tiền hơn AD đối phương, tại vì AD đối phương đánh trúng bạn sẽ không nhiều bằng. Còn đương nhiên trường hợp mà kỹ năng của AD đối phương cao hơn bạn nhiều quá, bạn bị găng rồi mid team kia nó xuống, rồi rừng team kia nó xuống, nó đè bạn đánh không nổi thì cái đó thì mình không bàn ha. Nhưng mà thông thường riêng con Seoka đi cầm tinh linh á, cầm luyện kim á, thì gần như luôn sẽ luôn ở tình huống đó là hơn tiền AD đối phương đó. Về hai cái phù hiệu, gọi là cái nhánh phụ ở phù hiệu thì mình có thử khá nhiều trường hợp thì mình đều thấy nó không có cái gì đó khác biệt một cách rõ rệt ha. Này, ví dụ như là sử dụng ở nhánh của tháp quang minh tương phản gây thêm đam rồi thêm chí mạng. Ở cái bí quyết mình thì mình thấy cái bí quyết này là hiệu quả nè, tại vì nó tăng thêm 16% chí mạng nữa đó, thấy nó hiệu quả. Mình có thử một số nhánh phụ, chờ xíu mình sẽ kéo xuống ở một số cái nhánh phụ kiểu như là cái màu đỏ đỏ đó, mình không biết cái màu đỏ đỏ nó có hiện ở đây không, chờ xíu nhé, mình sẽ mở ở đây luôn cho mọi người nhìn. Đây, mình có thử đổi qua một số nhánh phụ kiểu như là vực hỗn mang nè đó, để mà mình đổi sang những cái skill kiểu như là tăng sát thương hay là gì đánh đánh thường. Chúng ban đầu mình nghĩ là con Celica đã đánh đánh thường và tung chiêu đốt lên tướng địch nhiều thì sử dụng cách ma hỏa này cũng được, nhưng mà sau khi mình sử dụng một thời gian thì mình thấy nó cũng không có quá hiệu quả ha. Chung quy là mình thấy vẫn thấy phù hiệu theo như hướng dẫn của rồi đề cử là hiệu quả. Sau khi mình chơi nhiều thì mình đồng ý là cái phù hiệu của rồi đề cử hiệu quả. Mình thấy có một nhánh phù hiệu đây này của bé bảo mà nó thấy trên hình, đó là họ sử dụng thánh châu để giảm chiêu cuối, được giảm được 10% hồi chiêu. Mình thấy cái này cũng khá hay, nhưng mà thực tế mình chơi game á thì xác suất mà mình không mình hồi cái chiêu ulti để mà sử dụng á, mình thấy nó không không nhiều lắm, không nhiều lắm ha. Thực ra sử dụng thì khi bạn dựng ulti lên một phát là đối phương chạy hết rồi,
Đó, khi nó hồi lại thì cũng vừa kịp. Cái thời gian hồi chiêu của con Celca theo mình là đủ rồi, thế nên mình cũng không, mình thấy cũng không cần thiết lắm phải sử dụng Thánh Châu. Đó. Đương nhiên thì nếu mà bạn đã đi đường hồi chiêu kiểu này á thì mình nghĩ là nên lựa thêm một món đồ hồi chiêu nữa để giảm được khoảng 20% hồi chiêu cho chiêu cuối thì nó hiệu quả hơn. Còn không thì tốt nhất là không nên dùng cái Thánh Châu này. 10% theo mình cũng không quá cần thiết. Tại vì cái cách chơi của con Celca thông thường là bạn không kiếm được một cái vị trí tốt ở một cái tình huống combat đẹp để mà bạn dựng pháo thôi, chứ không phải là thời gian hồi chiêu, chứ không phải là thời chứ không phải là bạn thiếu thiếu chiêu để bạn sử dụng. Đó, theo mình là nó vẫn là cái vị trí đứng thôi, vị trí đứng, vị trí núp và tình huống ở trong trận đấu lúc đấy nó như thế nào để bạn dựng pháo thôi. Đó, thế nên theo quan điểm của mình đây, phù hiệu ở rồ đề cử mà bạn đã thấy ở trên hình bao gồm luyện kim. Luyện kim thì nó sẽ có một nhánh phụ là uy áp đó, uy áp để dọn lính đây nè, nó sẽ có một nhánh phụ là uy áp. Về cái phù hiệu siêu hồi máu thì ok xài cũng được, mình thấy nói chung là riêng con Celca thì mình thấy không cần thiết vấn đề hồi máu hay không hồi máu ha. Để cho có cái siêu hồi máu này cũng được, nhưng mà cái uy áp này thì đầu game rất là quan trọng, tại vì nó để bạn farm mà. Nói chung quy lại nhánh chính bắt buộc phải là luyện kim, hai nhánh phụ thì bạn có thể sử dụng tương phản bí quyết hay là gì thì tùy, nhưng mà riêng nhánh chính là bắt buộc luyện kim ha. Đó, đó là về về, về phù hiệu. Về ngọc, mình sẽ ấn cho mọi người nhìn. Ngọc thì cá nhân mình hơi phân vân, mình rất là phân vân về ngọc. Phù hiệu thì mình đồng tình là hoàn toàn về cái phù hiệu rồi, nhưng mà riêng về ngọc thì mình rất là phân vân. Tại vì đây mình sẽ cho mọi người xem ở phần rồ đề cử, bạn sẽ thấy là họ luôn sử dụng đó là sát thương chí mạng cộng 36% và hút máu 16%. Đó là rồ đề cử nha. Người đầu tiên nè, người thứ hai nè, cũng hút máu 16%, sát thương chí mạng 36%. Người thứ ba cũng hút máu 16% và sát thương chí mạng. Như vậy ông nào cũng xài cái thông một cái bản ngọc ít xì nhau luôn. À, tới người này thì khác rồi nè, tới của Zamet hả, Zamet tỷ lệ thắng 79%, bạn thấy không, thì họ sẽ sử dụng đó là 16% chí mạng và tốc chạy thêm 10% công vật lý và sinh giáp, chứ họ không sử dụng sát thương chí mạng và hút máu như những người khác đó. Nhưng mà phần lớn mọi người đều sử dụng hút máu và sát thương chí mạng hết, bạn thấy chưa đó. À, anh này thì cái bản ngọc của anh này thì mình thấy hợp lý hơn nè, của bé bảo nè, đó là họ cân đối vẫn là được sát thương chí mạng 36%, hút máu họ giảm xuống 8% thôi. Theo mình hút máu, thực ra hút máu để mà bạn đi đường á 8 đến 10% là theo mình là thừa xài, và có thêm tốc chạy, tốc đánh, có thêm xuyên giáp, có thêm à không, họ đổi từ cái hút máu 16% xuống lấy cái tốc chạy và tốc đánh ha, đổi 5 viên 5 viên nè. Đó thì ở thời điểm đầu tiên lúc mà mình vừa chơi á thì mình thích cái bản ngọc này hơn, tại vì hút máu 8% theo mình như mình nói ha là đủ. Thì mình bạn hút máu quá nhiều để làm gì đâu, tại vì con Celca còn một con AD khi mà bạn bị sát thủ hoặc là mid đối phương mà bay vào á đập bạn hai cái là bạn chết rồi, bạn đâu có kịp hút máu hay làm khỉ gì nữa. Nó hút máu 16% cũng thế, trong khi bạn để 5 viên làm tốc chạy tốc đánh, bạn có cơ hội xác suất để bạn chạy đi hoặc là bạn đánh nhanh hơn, bạn có nhiều khả năng ra chí mạng hay gì hết. Thì mình theo mình thì hồi đầu thì mình thấy cái này hiệu quả hơn nè, mình nghĩ là hiệu quả. Mình có sử dụng bản ngọc như thế này chơi ở một số trận thì mình thấy ok, chơi cũng ngon, chơi cũng tốt. Nhưng mà ở trong một số trận đấu nhất định thì mình gặp một tình huống, đó là khi mà nhà mình bị nát ba nhà, mình bị nát ba đường á, nhà không còn cái con vẹo gì hết, tức là lúc đó là lính mega ở nhà ở mid đó, nó đi ra nó to đùng đánh không nổi, hút máu với bọn đấy thì vẫn được. Nhưng là có một tình huống mà mình hay gặp nó đặc thù hơn, đó là về cuối game sau phút thứ 15 thì khi game mà cái con kinh công xuất hiện á, bạn cầm cái bảng hút máu 8% này thì bạn hút không kịp, bạn không thể nào solo được con kinh công. Nhưng mà nếu bạn cầm cái hút máu 16% này thì bạn lại có thể solo được con kinh công. Ừ, đó, nó cả cái tình huống nó như vậy. Thì
Đương nhiên là bạn vẫn phải có sử dụng dựa vào những món đồ khác nữa ha. Nhưng mà ý mình muốn nói ở đây á, đó là mình cũng sử dụng những món đồ như vậy. Nhưng mà nếu mà mình xài cái món đồ tỷ lệ hút máu 8% thì mình hút không nổi, không đủ. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng cái 16% này thì mình hút được. Đó. Thế nên sau khi mà cân đong đo đếm khá nhiều thứ thì mình chốt lại. Mình vẫn thấy cái hút máu 16%. Ban đầu thì mình không thích cái hút máu 16% này lắm. Tại vì mình nói ngày xưa lúc mà thằng em mình nó nói sử dụng bảng ngọc này thì mình nói là hút nhiều thế để làm gì, khi nào máu mày chẳng đầy, mày hút 8% máu mày cũng vẫn đầy thôi, còn khi mà mày bị găng thì mày vẫn chết, hoặc là mày không vẫn phải đi về thôi, chứ mày đâu thế nào mà đi hút quái để mà mày đầy máu được. Ở đầu game làm gì có cái tình huống đam mình đã còn ít ấy, mình hút máu đâu có đủ đâu, hút máu nhiều hơn mà đam mình thấp tè thì cũng vậy. Quan trọng là cách đánh như thế nào, ở giữ vị trí hay sao đó. Thì mình không có thích cái hút máu 16% lắm. Nhưng mà sau khi mình chơi hơn 100 trận con Selka thì mình thấy cái hút máu 16% này hiệu quả, hiệu quả. Mình chấp nhận lúc lúc này thì mình chấp nhận ha. Thì tức là bạn sẽ chơi nhiều một thời gian, bạn định hình cái cách đánh của bạn á dựa vào cái lối chơi và dựa vào bảng ngọc. Thì mình cầm cái bảng hút máu 16% này, mình tự tin là có thể trụ đường, thủ nhà thậm chí là mega ba đường mình vẫn thủ được đó. Chứ còn nếu mà mình sử dụng cái bảng ngọc 8% á thì không chắc chắn được, không chắc chắn được tình huống nó sẽ thủ được ha. Đây, nếu mà mình sử dụng bảng ngọc này có thêm tốc chạy tốc đánh gì đó nhưng mà vẫn hút máu không, lúc đấy không đủ, không đủ. Đây đó, theo mình là như vậy. Về cái vấn đề sát thương chí mạng á thì mình cũng khá là phân vân, đó là có nên dùng cái sát thương chí mạng cộng 36% này không, hay là nên sử dụng những cái ngọc tốc chạy tốc đánh hay là gì đó, hay là đam hay là xuyên giáp gì đó. Nhưng mà sau khi mình xem kỹ lại thì mình thấy hình như là không có bất cứ một cái ngọc nào mà nó cộng sát thương chí mạng hết. Nè, bạn thấy không? Đồ thì nó cũng tăng là tỷ lệ chí mạng. À, đây cái sát thương chí mạng là cái thanh kiếm á. Bạn thấy không? Sát thương chí mạng tăng 40% nè, đó. Thanh kiếm có vẻ là món duy nhất mà mình thấy có tăng sát thương chí mạng thôi. Còn lại không có cái nào mà nó tăng sát thương chí mạng hết. Đồ nó chỉ tăng tỷ lệ chí mạng thôi. Đó, trừ cái thanh kiếm ra thì không có cái món gì mà nó tăng sát thương chí mạng hết. Mà cái con Selka thì mình thấy cái sát thương của nó lúc mà bạn dựng pháo á, sát thương chí mạng á nổ điên cuồng lắm. Và không có cái đồ nào khác cộng sát thương chí mạng cả. Thế nên cái bạn xài cái bảng ngọc này nè, đầu game thì bạn có thể thấy là nó hơi phế và nó gần như không có tác dụng mẹ gì á, phải không? Công vật lý được tí, xuyên giáp được tí, hút máu thì nhiều nhưng mà hút máu đầu game làm được cái gì đó, tỷ lệ chí mạng cũng tí 7% thì nhiều khi không bằng được một món đồ nữa, không bằng một món đồ, một cái mảnh nhỏ đồ nữa. Thế nên nó rất là phí, xài cái bảng ngọc này đầu game rất là phế, gần như là bạn không có tác dụng gì ở đầu game. Khoảng từ level 1 tới level 3 thì gần như xài cái bảng ngọc này gần như bạn không đánh được ai á, thiệt luôn. Trừ trừ khi bạn solo trực tiếp với AD đối phương, hai thằng đứng đánh nhau á, thì ok bạn có tác dụng dựa vào nội tại và chiêu một của nó, chứ còn bảng ngọc này thì không có ý nghĩa mẹ gì, yếu cực kỳ đó. Nhưng mà về cuối game thì cái bảng ngọc này nó cả cực kỳ mạnh, sáu thằng chí mạng và hút máu nó cộng lại nó giúp cho Celica gần như là một con quái vật gọi là gây đam á đó. Thế nên sau một thời gian chơi thì mình cũng chốt lại, đó là mình sẽ sử dụng bảng ngọc như bạn thấy trên hình, đó là sát thương chí mạng 38%, hút máu 16%. Còn những cái thông số còn lại, công vật lý, xuyên giáp, tỷ lệ chí mạng thì theo mình đều không quan trọng ha, một tí như vậy không không đáng kể, không biết làm gì cả. Quan trọng nhất vẫn là sát thương chí mạng giúp cuối game bạn gây sát thương mạnh hơn và hút máu giúp bạn thủ trụ, thủ đường ba đường mega, đánh tà thần solo, kinh công các kiểu đó. Chúng ta đã xong về vấn đề phù hiệu và ngọc ha. Rồi, tiếp theo là sẽ tới vấn đề trang bị. Trang bị thì mình sẽ cho mọi người xem rồi đề cử thì về cơ bản nó khá là giống nhau. Về cơ bản khá là giống nhau, trừ một ông ở đây chơi bộ full phép thì mình chưa hiểu lắm. Mình không bàn ông này ha, tại vì rõ ràng ở trong chiêu của con Selka đó là sát thương vật lý.
cho nên xài đồ phép thì mình chơi hội lắm hoặc là anh để cho vui đó. Nhưng mà phần lớn bạn sẽ thấy là giống như anh đầu tiên NSC, Cine gì này ha, đó là họ sẽ sử dụng món đồ đầu tiên là giày du mục lên tốc đánh tốc chạy, dễ hiểu ha, AD thì lên tốc đánh tốc chạy. Món thứ hai là thánh kiếm, là món gọi là chấn sơn chi bảo của mọi con AD đều phải lên thánh kiếm. Hình như là chỉ có mỗi thằng Joker là mình không thấy thánh kiếm thôi, không thấy lên thánh kiếm thôi, còn lại là gần như con AD nào mình cũng thấy họ đều phải lên thánh kiếm á. Đó, chấn sơn chi bảo của mọi con AD ha. Hai món đầu tiên thì mình đồng tình, nhưng mà đến món thứ ba thì nó lại nảy sinh hai vấn đề. Đó là một là bạn sử dụng vuốt hung tàn như anh này, hoặc hai là bạn sẽ sử dụng song đao bảo táp như anh này. Đó, thì mình thường cá nhân mình thì mình cũng dùng hai hai món này ở món thứ ba, và mình liệt nó vào hai dạng. Nếu mà mình gặp những con tướng thông thường ha, tức là ít hiệu ứng khống chế này nọ, mình không kể nó là con tăng, con support, con AD, con gì ha, mọi con tướng khác mình họ đều không bàn, mình chỉ nói là nếu mà team đối phương ít con mà gây khống chế đó, kiểu như là Chrissy nè, Natalia nè, mấy cái con mà nó có nhiều khống chế đó, mình gặp thì mình bắt buộc phải sử dụng cái song đao bảo táp nè. Tại vì cái song đao bảo táp nó có một cái nội tại là kháng hiệu ứng, giảm tăng 35% kháng hiệu ứng trong 2 giây khi đã, khi bạn bạn đánh được chiêu chí mạng nè. Đó, cái song đao bảo táp này nó có cái nội tại đó, nội tại này cực kỳ quan trọng, bạn thấy chưa, khi bạn đánh được chí mạng nó sẽ tăng 35% kháng hiệu ứng. 35% kháng hiệu ứng này là nó còn nhiều hơn là cả cái đôi giày, nó nhiều hơn là cả một cái đôi giày kháng hiệu ứng. Đây, bạn thấy giày kiên cường không, giày kiên cường, à quên, sorry mình nhầm, giày kiên cường là nó được 35% kháng hiệu ứng nè, mình thấy chưa. Đó, thì cái song đao bảo táp này nó tương tự, nó được 35% kháng hiệu ứng luôn đó, nó tương tự với cái giày kiên cường đó. Nếu mà khi mà bạn gặp đối phương á, đối phương mà nhiều con gây choáng, gây các kiểu quá, thì bạn sẽ nên song đao bảo táp. Còn trong trường hợp bạn thấy đối phương mà ít á, ít người, ít con mà có hiệu ứng khống chế, hoặc là bạn tự tin vào kỹ năng, bạn có thể né được kill, không bị ảnh hưởng, không bị stun, không bị các kiểu á, thì bạn có thể lên vuốt hung tàn để lấy tốc đánh. Tốc đánh vuốt hung tàn thì tốc đánh thực tế của nó bạn sẽ thấy là cộng có 30%, bạn thấy chưa, nhưng mà nó có một cái nội tại đó là hung bạo. Đây, chờ xíu, khi các đòn đánh thường chúng đích giúp tăng tốc đánh thêm 10% và cộng dồn tối đa tới 5 lần. Chờ xíu. Đó, thì cái vuốt hung tàn này, cái nội tại của nó rất rất là giống cái nội tại của bản thân con Celka, đó là cứ đánh trúng thì sẽ lên tăng sát thương chí mạng, rồi tăng tốc đánh, tăng công vật lý. Thì cái nội tại, cái vuốt nội tại của vuốt hung tàn thì nó lại tăng thêm, giúp tăng thêm tốc đánh nữa đó, thế nên rất là hợp với cái nội tại của con Celka, càng đánh càng mạnh, càng đánh nhiều á càng tăng nội tại, và lúc mà lên 5 lần nội tại thì rất là mạnh. Mình thấy món này cũng được, và thường thì ở những trận đấu mà mình thấy đối phương ít khống chế thì mình cũng hay lên món này đó. Còn nếu mà trận nào mà mình thấy có nhiều khống chế thì mình sẽ lên song đao bảo táp ở món thứ ba sau thanh kiếm. Song đao bảo táp thì bạn thấy tốc đánh thông thường của nó còn nhiều hơn là cái vuốt hung tàn không, nó được tới 35% ha. Vuốt hung tàn ban đầu tỷ lệ ban đầu chỉ 30 thôi, nhưng mà vuốt hung tàn càng đánh trúng nhiều thì càng tăng tốc đánh. Còn song đao bảo táp thì nó chỉ được 35% và nó vẫn nguyên thôi. Cá nhân mình thì mình nghĩ cũng đủ, thực tế mình theo mình cũng đủ, hoặc bạn có thể hoàn toàn bỏ qua cái vuốt hung tàn cũng được, bạn lên luôn khi nào bạn cũng lên song đao bảo táp ở món thứ ba cũng được, mình nghĩ cũng được. Tại vì thật ra ở trong một trận đấu thông thường chúng ta sẽ rất là gần như team nào nó cũng sẽ có khống chế mà, SP thì có Thane nè, có Toro nè, rồi chưa kể có mấy cái con Ajanka đi SP nữa, mẹ ơi khống chế các kiểu mẹ kinh tởm luôn đó. Giày bạn đã lên giày tốc đánh rồi, mà bây giờ nếu mà không có một món đồ kiểu như Sona Bảo Táp để mà tăng kháng hiệu ứng lên nữa, thì coi như lúc mà bạn bị ăn choáng ăn stun thì bạn đứng cứng mẹ, gọi là cứng đơ luôn rồi đó. Thế nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng món Sona Bảo Táp này là món thứ ba.
tránh phái cho con Celca cũng được, mình nghĩ là như vậy. Rồi tiếp theo là ở món thứ tư. Món thứ tư thì thông thường chúng ta sẽ lên địa thành cung. Đây là một cái món đồ mới sau này nó ra mắt ha. Địa thành cung thì nó vừa có tăng tốc đánh nè, vừa tăng chỉ là chí mạng nè, vừa có tăng xuyên giáp nè, phải không? Tăng 20% xuyên giáp gấp đôi đối với tướng đánh xa. Có nghĩa là nó cộng tới 40% xuyên giáp ở tướng đánh xa là những cái con AD ha. Đó. Chưa kể đánh thường. Rồi nó còn chờ xíu, nó gọi là phá thân. Đó, đánh thường tăng thêm 56 thương vật lý. Cái phá thân thì mình thấy không quan trọng lắm, chủ yếu là ở cái xuyên thấu á, nó tăng được tới 40% tỷ lệ xuyên giáp cho con những cái con AD. Đây cũng là gần như một món tránh phái. Tránh phái gần như mọi con AD mình đều thấy lên, cũng trừ cái thằng Joker. Joker thì mình thấy nó cũng không cần thiết phải lên địa thành cung thôi. Joker và Elsu thỉnh thoảng mình thấy vài Elsu có khi lên, nhưng mà đa phần Elsu cũng không lên địa thành cung lắm. Đó. Chờ xíu mình sẽ cho mọi người xem. Trước đây khi mà chưa có cái món địa thành cung này nè, thì thông thường mấy con AD mà muốn đánh xuyên giáp á, thì phải lên thương xuyên phá nè. Đó, để tăng phá giáp ở những cái con trâu, hoặc là lên cái kiếm Muramasa. Đó, để giúp tăng xuyên giáp. Nhưng mà từ khi mà nó đã xuất hiện cái món đồ giả thành công thì mọi người gần như lên một giả thành công là đủ, vừa tăng tốc đánh, vừa tăng chí mạng, vừa xuyên giáp, các kiểu gần như đủ hết rồi. Đó, một cái giả thành công là đủ. Bù lại cho cái vấn đề này, đó là giả thành công nó khá là mắc, nó tới 3.000 vàng lận nè, mà thấy không, 2980. Trong khi những cái model khác thông thường thì nó chỉ khoảng nè, như sau đó bảo táp nó có ngàn, nó có 1.900 à, chưa tới 2.000, rẻ không? Đó, bút thông tàn cũng có 1.900 à, mà thấy chưa? Nhưng mà cái giờ thành công nó tới gần 3.000 lận, nó hơi cao tiền. Trong trường hợp bạn phế quá, team bạn nó phế quá trời phế luôn, bạn cũng phế, thì bạn có thể sử dụng cái kiếm Muramasa cũng được, tại vì nó chỉ có 2.000 á, đỡ tiền hơn. Trong trường hợp mà team bạn nó vật vả quá thì bạn cũng có thể sử dụng kiếm Muramasa để lên cũng được, theo mình cũng được. Nhưng mà bạn cầm AD là Celca mà bạn cầm cái luyện kim rồi thì thông thường tiền bạn luôn nhiều ha, nhưng mà nói bạn luôn nhiều. Còn cái trường hợp mà bạn team bạn nó phế mà cả rừng cả mid nó phế, nó không qua phụ bạn được tí nào á, để cho cánh của bạn bị nách bét, thì mình nghĩ là cũng toang, cho nói cũng toang rồi. Có tiết kiệm tiền lên giờ thành cung đổi sang cái kiếm Muramasa thì cũng không giải quyết được cái gì, theo mình là như vậy đó. Thế nên món thứ tư thì chung quy lại mình nghĩ vẫn lên giờ thành cung là hợp lý nhất. Đây đó, rồi hai món cuối thì theo mình lúc này nó lại hơi phân vân. Bạn sẽ thấy là khá nhiều người thích chơi nan phenia hoặc là sử dụng cung tà ma cho món thứ năm của AD. Chờ xíu nhé. Đây. Đây, cung tà ma hoặc là nan phenia. Đây, hai món này là món thứ năm. Đây. Nhưng mà cá nhân mình thì sau một thời gian chơi á, cái này thì đương nhiên nó một phần dựa vào cái thói quen của cá nhân mình ha. Mình lúc mà mình sử dụng cái cung tà ma này nè, thì bạn sẽ có một cái nút ấn ở trên màn hình, khi bạn muốn tăng cái tỷ lệ hút máu lên thì bạn ấn vào, sau đó mình đánh. Bạn có thể sử dụng combo đơn giản, đó là bạn bật ulti của con Celca, pháo dàn lên, bạn đứng bạn bắn thì bạn sẽ đứng yên, bạn sẽ bị cả một đám nó hội đồng, thì lúc này bạn bật cung tà ma lên, bạn tăng tỷ lệ chí mạng, tăng tỷ lệ hút máu để bạn đầy máu lên, bạn trụ vững cũng hay. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ là lúc mà bạn dựng pháo mà bạn bị hội đồng á, thì có nghĩa là team bạn đã nát con mẹ nó rồi. Team bạn lúc đấy nó không có bảo kê, rồi bạn dừng vị trí nó quá sai, bạn bị cả đám nó đánh, thì hút máu lên cũng chẳng để làm gì, không kịp, tại vì nó đập một phát là chết à. Đó. Còn trong trường hợp bạn sử dụng cung tà ma để bạn solo với AD đối phương, hoặc là solo với bất cứ một con nào của đối phương á, thì theo mình cái tình huống đấy nó hơi, đương nhiên nó vẫn sẽ có gặp. Bạn dùng cung tà ma để gọi là bạn outlay đối phương thì đương nhiên nó cũng có, nếu bạn tự tin vào kỹ năng của mình. Nhưng mà trời ơi, chơi game liên quan mà lúc mà bạn lên được món đồ thứ 5, có nghĩa là sau phút thứ 10 đến phút thứ 15 rồi,
mà ở những cái thời điểm đấy mà còn có những thằng nó đi lẻ để nó ra nó solo với nhau thì mình thấy nó không có hợp lý lắm. Cung tờ ma thì cũng tùy trận ha, có đoạn mình lên, có đoạn mình không lên. Nhưng mà mặc thông thường của mình á, thông thường mình sẽ hay lên đi kiếm Fenrir ở món thứ năm cho bộ đồ của con Celca. Tại vì mình đánh thì mình gặp rất là hay gặp những tình huống đó là ở trong trận đấu á, mình sẽ gặp những con quái vật nè, kiểu như Aether nè, trâu như một con thú, Aether nè, Toro nè, Tara nè, mẹ ơi nó trâu kinh hoàng, nó trâu bố của trâu luôn. Nói chung chờ xíu mình nghĩ là mình sẽ ấn xuống phần trợ thủ để cho mọi người nhìn đây, Toro nè. Nói chung là tất cả mọi con tăng kiểu như là Aram, Toro, mọi con mà ở phần trợ thủ bạn thấy nó rất là trâu, đánh thêm con trâu nà đó, con rep nó trời nó trâu, toàn những con nó trâu trâu ơi là trâu. Một trong những cái con trâu mà mình thấy là nó trâu vãi chưởng ở đầu game là con này nè, ba đùm. Ở từ level 1 cho tới level 4 á, thậm chí level 10 luôn mình vẫn thấy ba đùm nó trâu, đánh nó rất là mệt, thực sự mệt. Nếu mà mình chơi ở đầu game ha thì mình thấy con nó rất là mệt, mệt cực kỳ đó. Thế nên thường là mình sẽ lên món kiếm Fenrir ở món thứ năm để lấy cái nội tại đánh thường gây thêm 80% máu hiện tại của mục tiêu á, bạn thấy chưa nè. Ngày xưa thì lúc mà mình mới chơi á, mới tập chơi AD thì thông thường mình hay lên kiếm Fenrir ở món thứ hai, thậm chí trước cả thánh kiếm mình lên đôi giày nha. Đầu tiên mình lên giày, sau đó mình lên kiếm Fenrir luôn để đánh vào mấy con AD, đánh vào mấy con tăng cho nó hiệu quả. Nhưng mà sau một thời gian chơi thì mình cảm giác nó không hiệu quả lắm. Tại vì đúng là nó đánh một cái thì nó được giảm 8% máu thiệt nè, thì nhìn nó nhiều. Nhưng mà vấn đề đầu game thì bạn tốc tốc đánh của bạn nó chậm, chí mạng của bạn cũng ít, đam của bạn cũng yếu. Bạn đánh vào nó được hai ba cái nó chạy thì cũng thế, cũng không làm được gì nó. Đó, thế nên sau này sau một thời gian chơi thì thường mình sẽ lên thánh kiếm ở món thứ hai. Đó, để có thể đánh được AD, đánh được S, đánh được AD, đánh được rừng, đánh được mid đối phương. Còn đánh vào con SP mà nó trâu thì đương nhiên là không hiệu quả lắm, nhưng mà cũng 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 gọi là có hiệu quả. Nhưng mà nó không hiệu quả lắm thôi. Với lại đầu game thì mình nghĩ cũng không cần thiết phải đi lùa chết thằng AD, chết thằng SP của đối phương để làm gì cho nó mệt đúng không? Đó, nhưng mà riêng tới món thứ năm rồi. Thì lúc này lúc mà bạn lên được món thứ năm thì có nghĩa là thông thường nếu không có gì quá đặc biệt thì SP đối phương hoặc là SP của bạn á phải lên món đồ thứ tư rồi. Mà mấy cái con SP thông thường nó sẽ lên full thủ, kiểu như mấy con ba đâm Toro á, nó lên toàn là giáp thống khổ rồi giáp gai a các kiểu các kiểu các kiểu đó. Đó thì nó trâu như một con thú đó. Mặc dù bạn đã có giật thần cung, thông thường thì khi bạn đã có giật thần cung á thì bạn đã tăng được 40% xuyên giáp rồi, thì đánh rồi vào mấy con SP là vẫn rất là đã hiệu đủ hiệu quả rồi ha. Nhưng mà ở một số trận đấu mà theo mình lúc mà nó về lay á, phút thứ 15 hoặc phút thứ 20 á, tức là lúc này đối phương đứa nào nó cũng full đò, gọi là bạn có thể dễ hiểu lúc này con nào có bất cứ một con tướng nào ở trong game xuất hiện đều đã full hết 6 món đồ rồi, đứa nào cũng trâu như một con thú á đó. Thế nên tác dụng của giật thần cung lúc này theo mình nó không còn đủ nữa để bạn đánh vào những cái con SP cứng kiểu như là Toro, Thane hay là ba đâm đó. Lúc này bạn phải cần kiếm Fenrir. Một trong những lý do mà mình để kiếm Fenrir ở món thứ năm là vì lý do như vậy. Trong trường hợp nếu mà team của mình á, team đối phương á mà mình thấy mấy con không có mấy cái con SP mà trâu như vậy á, kiểu như không có mấy con kiểu như Toro ba đâm hay là chờ xíu mình sẽ mở sang tab SP để cho mọi người nhìn đây. Không có mấy con kiểu Toro, Aram hay là Rep hay là Chawna hay là Ba-dum nè. Tức là không có mấy cái con mà nó quá trâu á thì mình cũng có thể không sử dụng, không lên cái món kiếm Fenrir. Mình sẽ không lên kiếm Fenrir ở món thứ năm mà mình thay nó bằng cái giáp hồi sinh. Mình có thể đưa giáp hồi sinh sang món thứ năm. Còn cho trường hợp mà team bạn đối phương mà nó có nhiều con trâu quá đó thì mình sẽ lên kiếm Fenrir. Đó. Một số trường hợp thì mình có thể lên cung hút máu ha, cung tà ma ha. Đây, như mình nói hồi nãy. Tùy trận đấu thôi. Đây. Mình thấy nếu mà team đối phương không có những cái con quá trâu á thì mình có thể lên cung tà ma ở món thứ năm thay cho cái kiếm Fenrir.
Đây. Đó, không lên kiếm Fannie mà lên Kuntama. Món cuối cùng thì là giá vào mạnh thì dễ hiểu ha. Ở một số trận đấu nếu mà mình thực sự săn á, mình săn một con gọi là mình săn con mẹ luôn á, thì ở món thứ năm mình không lên kiếm Fannie mà mình lên giáp hồng mạnh luôn để giữ mạng. Càng săn bạn cần phải càng giữ mạng đó, thế nên mình sẽ lên bốn món đầu tiên như ở đây, và món thứ năm mình sẽ lên lập tức giáp hồng mạnh luôn, lên lập tức luôn đó, lên lập tức giáp hồng mạnh để giữ cho cái mạng của mình nó không chết, nó không bị sút đau, đối phương không có tiền và mình cũng tự tin bắn hơn. Nếu mà mình săn nha, mình săn mình sẽ không lên nan, lúc mà mình săn á mình sẽ không bao giờ lên cái nan hết. Đây, nan Fannie mình không bao giờ lên cái nan Fannie lúc mà mình săn. Một số bạn thì rất thích lúc mà săn thích lên nan nan luôn, tại vì lúc này giết người sướng lắm, nhưng mà mình không. Cá nhân mình thì mình là một người chơi AD, mình phải cần giữ mạng, mình vừa phải gây đam vừa phải giữ mạng. AD mà chết nó gây ảnh hưởng tới đồng đội nhiều lắm. Bạn đi rừng, bạn đi SP, bạn đi top, bạn đi mid, bạn chết thì không vấn đề gì. Nhưng mà lúc mà AD nó chết á, có nghĩa là team mất đi gần như là hết 60 tới 70% gây đam rồi. Đó, ở một combat lớn mà thiếu AD là nó sẽ thiếu đam ghê lắm. Thế nên AD bắt buộc phải giữ mạng tốt ở những cái combat tổng. Thế nên giáp hồng mạnh rất là quan trọng ha. Đó, nếu mà mình săn sớm, mình sẽ lên giáp hồng mạnh ở món thứ năm. Còn nếu mà mình cũng bình thường, không có gì đặc biệt đó, thì mình sẽ lên giáp hồng mạnh là món cuối cùng của mình. Đương nhiên thì mình vẫn phải trách nhiệm của một người AD mà, bạn vẫn phải ưu tiên cho gây đam cho đối phương trước chứ. Nè, đó, bằng những món trang bị gây đam, sau đó thì mới tới cứu bạn là giáp hồng mạnh. Sau khi bạn mất giáp hồng mạnh thì bạn có thể lên liềm, thông thường lên liềm rợt mạnh. Nè, bạn có thể bán liềm rợt mạnh đi và bạn lên liềm rợt mạnh để giữ mạng một xíu. Ở một số tình huống nhất định á thì mình cảm giác liềm rợt mạnh nó phù hợp với con CLK hơn là cái giáp hồng mạnh. Tại vì liềm rợt mạnh này bạn thấy không, nó sẽ cho bạn khoảng chờ xíu. Ở đây nó lại không ghi quá cụ thể về cái thông tin ha. Mình nhớ ngày xưa nó được 1,5 giây á, mà bây giờ nó còn ghi có 1 giây à. Nè, mình đến sát thương và tăng tốc chạy thêm 20% trong 1 giây à, có nghĩa là được có 1 giây à. Thì trong lúc mà bạn dựng pháo á, bạn bị cả đám năm thằng bên kia hoặc là bốn thằng bên kia nó đánh thì bạn sẽ chết ngắt. Nếu mà bạn sử dụng giáp hồng mạnh á, bạn sẽ chết, lăn đùng nó chết. Nhưng mà nếu bạn sử dụng liềm rợt mạnh, bạn vẫn có 1 giây bất tử để mà bạn tiếp tục gây đam, bạn gây đam điên cuồng luôn. Tại vì lúc mà cuối game á, khi mà bạn lên được mấy cái món cuối á, là ba đam của bạn to lắm rồi. 1 đến 2 phát bắn của bạn á là nó có thể giết được 1 đến 2 người. Cho nên cái liều đạn mạnh này có thể giúp bạn là giết được đối phương trước khi nó chết nữa cơ, hoặc là nó đổi mạng luôn. Thì ở một số tình huống nhất định thì cái liều đạn mạnh này nó có tác dụng tốt hơn là giáp hồi sinh nữa. Ngày xưa thì mình thích lên liều đạn mạnh hơn. Nhưng mà cũng tùy tình huống á, đa phần mình vẫn sẽ lên giáp hồi sinh. Tại vì lên giáp hồi sinh xong, nếu mà bạn thao tác tay tốt á, bạn có thể đổi sang liềm, đổi sang đủ các kiểu bạn trốn. Tại vì sau khi bạn chết á, nè, sống lại sau hai bạn sẽ sống lại sau 2 giây. Bạn sẽ có 2 giây đó để bạn đổi đồ các kiểu. Thì sử dụng giáp hồng mạnh nó vẫn phù hợp hơn. Sau khi chết thì hẳn đổi sang liềm hoặc là đổi sang những món đồ khác. Nhưng mà thông thường thì đó là tuyển thủ người ta chơi đi ha. Còn bạn đánh ở trong rank, đánh ở những trận đấu thông thường thì mẹ ơi, kỹ năng của người chơi nó cũng bình thường à, nó ở mức gọi là bán một hai món đồ là hết, mà thường nó không có đánh cái kiểu một đánh một mà cả đám nó sồ và nó đánh nhau á đó. Thế nên chết phát là chết luôn à, đâu kịp đổi sang liềm hay là đổi sang cái đấy còn đâu, không làm cái gì á. Mình đang nói trường hợp là đánh rank bình thường thôi ha. Còn tuyển thủ chuyên nghiệp thì sau khi mất giáp thì đổi sang liềm, đổi sang đủ các kiểu, đổi sang băng xương, đổi sang các kiểu mẹ nhiều lắm. Một số tuyển thủ á thao tác tay nó kinh á, sau khi bán liềm nhá, bán liềm nè, bán giáp hồng mạnh nhá, lên liềm. Đây, sau khi mất liềm thì lên quả cầu băng xương đó. Sau khi bán quả cầu băng xương nữa, lên được thêm cái Hết của Death Thịnh Nọ.
Đó, có nghĩa là họ lên được tới 4-5 món để họ đổi liên tục đồ trước khi chết. Còn ở một số trận đấu mà nếu mà teamwork phối hợp tốt với nhau á, họ nói cái thằng SP bán đồ SP cho họ để họ lên một món đồ tăng tăng giải hoặc là tăng giáp nữa để mà sống tiếp á. Đó, có nghĩa là trong trường hợp một số người mà kỹ năng họ cao, họ có thể lên được rất nhiều món đồ trước khi chết. Và khi mà bạn lên được tới 4 món đồ sau khi bạn chết á, thì có nghĩa là mẹ lúc đấy bạn có thể cơ hội lật ngược tình thế cao lắm. Cái đó mình thì mình không bàn ha, mình chỉ đang nói lên một món đồ, lên một gọi là trang bị thông thường đủ đủ có thể chơi được thì theo mình tối ưu nhất. Đây, bộ đồ bạn đã thấy trên hình, mình đặt tên cho cái bộ đồ này đó là nhiều khống chế nè, mình gọi nó là nhiều khống chế. Thì mình lên cái kiếm sau là bảo táp này ha, đó mình gặp mình gọi nó là nhiều khống chế thì mình lên. Nhưng mà thông thường thì mình thấy trận nào cũng có rất nhiều người chơi SP rồi chơi mid, nó có nhiều khống chế lắm, thế nên gần như là đây là bộ đồ chủ lực mình hay lên khi mà mình đi đánh rank. Đó, bạn có thể thấy rõ trang bị phù hiệu và ngọc mình đã sử dụng ha. Đây, phù hiệu nè, ngọc nè. Về phụ trợ thì mình nghĩ là chắc cũng chẳng có cái gì quá đặc biệt. DAD thì cái cầm tốc biến thôi. Chứ chứ mình cũng không nghĩ ai đi ADAD mà cầm tốc hành chạy ha. Tốc hành mình nghĩ là nó là món món đồ phụ trợ. Nói chung là trừ trừ bạn chơi những con tướng kiểu khác, có thể là đi mid, đi SP, đi rừng, đi rừng thì bắt buộc phải cầm rừng trị là thì không bàn ha. Nhưng mà bạn đi mid, đi top, đi SP thì có thể bạn sử dụng những món đồ phụ trợ khác. Chứ còn con AD thì mình thấy cũng không có nhiều phụ trợ khác mà nó hiệu quả hơn. Một số bạn thích dùng suy nhược nè để giảm đam xuống lúc mà bạn nè, bạn có thể sử dụng CLK, bạn bật suy nhược lên, sau đó bạn đứng, bạn dựng pháo lên, bạn thấy không? Khi bạn sử dụng suy nhược á, bạn giảm được 20% sát thương của cái địch lân cận, đồng thời tăng thêm 20% miễn thương cho bản thân trong 4 giây. Đó, có nghĩa là bạn bật ulti lên, pháo đại á, pháo dàn lên, bạn bắn, sau đó bạn bật suy nhược, khi mà bạn bị cả đám nó đánh không chết á, thì đó, cả đám nó bay vào bạn, nó bắn bạn không chết. Nếu mà bạn sử dụng suy nhược cho con Celka thì thường là mình sẽ đổi cái kiếm Fanny này nè, cái kiếm hút máu thành cung tà ma. Đó, bật pháo lên ở giữa đội hình đối phương 5 thằng luôn. Đó, bật đứng dựng pháo 5 thằng, hay là 5 thằng đối phương nó bay ra đánh bạn, bật cung tà ma lên, đó bật thêm phụ trợ suy nhược lên, đó là có nhiều khi mà mình đoạn canh 5 luôn á. Đương nhiên tức là tùy tình huống, nếu mà người bạn lên, tức là cái cách chơi của bạn là cái cách chơi mà bạn dựng pháo giữa đội hình đối phương á, dựng pháo giữa đường luôn để cho 5 thằng nó đánh thì bạn lên suy nhược mình thấy cũng được, tức là bạn quyết định là đổi mạng, bạn bật suy nhược lên, bật cung tà ma lên, sau đó bạn chỉ bắn thẳng vào AD thôi, bạn bắn AD cho nó chết luôn, có nghĩa là bạn đổi mạng. Sau khi bạn bắn chết AD xong, xác suất bạn bắn chết được AD khi mà bạn bạn mở pháo đại, mở cái chiêu ulti của con Celka rất cao nha, tại vì mình không có thấy bất cứ một cái con nào có thể chịu được ulti của thằng của con Celka cả. Đây, khi bật pháo thành công lên ở trạng thái pháo dàn thì gần như ba bắn là chết, ba bắn là chết, không có một con nào sống nổi á. Nói chung là nếu mà không lên đồ 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 tăng á, không lên full đồ tăng á, thì gần như là bắn ba cái là chết hết. Đó, ba cái thì mất khoảng một chưa tới một hai một giây đến 1 giây rưỡi là bắn ba cái rồi. Đó, thế nên bạn bật cung tà ma, bật suy nhược lên thì bạn hoàn toàn có thể giết được AD đối phương. Nếu mà nó quá xanh, bạn quyết định đổi mạng với nó luôn á, bạn chơi cái chiến thuật như vậy thì mình nghĩ bạn cũng có thể sử dụng phụ trợ là suy nhược và lên cung tà ma cũng được. Nhưng mà xác suất như vậy thì mình thấy nó cũng không có quá, nói chung là tùy cách chơi của mỗi người ha. Mình thì mình vẫn chưa thử cái dùng suy nhược nhiều, mình dùng một vài trận thôi, mình thấy nó cũng không hiệu quả lắm, tại vì đa phần là một là team mình xanh, team mình win, hai là team mình thọt quá, team mình thua đó thì chịu, còn lại cũng không làm được mẹ gì. Để mà bàn rồi, chúng ta đã có giới thiệu về chiêu thức, giới thiệu về trang bị phù hiệu và ngọc đó. Thì mình nghĩ nếu mà bạn chơi một cách đơn giản, chơi một cách thông thường, bạn cứ lên trang bị phù hiệu và ngọc easy như mình đang giới thiệu ở clip này là đủ mạnh ha. Bạn lên bộ đồ như vậy và ngọc như vậy, phù hiệu như vậy thì chắc chắn 100% là bạn có thể đánh được
đánh được mọi con ha, đánh được vào mọi con ha. Toro, Thên gì đó, đánh đều vào đam nha, đều mạnh lắm, không không có sợ thiếu thiếu đam đâu. Kể cả mấy cái con SP mà nó lên full full gọi là full thủ luôn á, đánh vẫn rất là thấm nha, không không có tệ đâu. Đương nhiên thì nó sẽ không có gây đam cái kiểu như là thằng John. Thằng John là cái kiểu gây đam mà nó nhìn nó khiếp người luôn, đam nó xoáy nội tại thì rất là kinh ha. Còn Celica này nó không gây đam kiểu như thằng John. Đây, John khi mà có nội tại á, nó gây mất máu theo phần trăm, gọi là gây mất máu theo phần trăm á. Thế nên khi mà cái thằng John này nó bắn thì bạn sẽ luôn thấy là rất là thấm. John cái nội tại nó làm nó gây mất máu rất là thấm ở những con SP, thế nên bạn sẽ có cảm giác là nó mạnh, nhưng mà đơn giản là bị nội tại nó gây mất phần trăm theo phần trăm máu thôi. Nó chứ thực ra gây đam thuần túy về đam đánh lên người á, nếu mà bạn không bị cái nội tại của John bắn á, bạn đánh tay với nó đó thì con Celica mạnh hơn, theo mình nghĩ như vậy. Đây, thật ra thì cá nhân mình nghĩ con Celica là khắc tinh rất là mạnh của thằng John. Đây, khắc tinh rất là mạnh của thằng John. Mình đang tập chơi con Celica, nhưng mà thực ra thì mình khi mà mình gặp John mình không bao giờ mình sợ John cả. John thực tế rất là sợ con Celica, tại vì bắn bạn tầm bắn của con Celica sẽ xa hơn tầm bắn của con thằng John. Sấy nội tại nó sẽ không bị tình huống sấy, bạn sẽ không bị John sấy nội tại. Hay đương nhiên còn cái chuyện mà bạn bị thằng John nó sấy nội tại, bạn nó bắn bạn ba cái là bạn chết thì bình thường, nhưng mà vấn đề là khi mà thằng John nó sấy nội tại á, nó phải đứng yên để nó sấy. Mà con Celica thì nếu mà bạn đứng được ở một cái vị trí đẹp, bạn dựng cái pháo lên, đây bạn đứng được ở một vị trí đẹp, bạn dựng pháo lên kiểu như thế này. Mình ví dụ đây, tình huống là bạn núp ở một vị trí nào đấy ở trong cái khung hình, thằng John nó đứng ở góc này chẳng hạn, cũng như hình ở đây đi, thì khi bạn dựng pháo lên John chạy không kịp đó, John sấy nó tại hay gì cũng không kịp nữa. Thế nên mình thấy mà John thì nó mỏng, nó yếu cực kỳ ha đó. John thì cùng lắm nó xài được một cái tốc biến thôi, mà mình thấy không bao giờ thằng John nào nó xài tốc biến hết á, tại vì lúc mà nó thấy nội tại á là nó sẽ luôn tự tin vào cái khả năng hồi máu dựa vào sấy nội tại. Nó sẽ bắn liên tục để nó hút máu lại, để nó bù cho cái lượng máu nó mất đi, đương nhiên nó tăng luôn đó. Thế nên con Celica bắn đùng 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 ba phát là John chết. Thường thì ở trong đấu mình chơi á, mình chơi con Celica được hơn 100 trận thì mình nhớ là khi mình nhập John thì mình thường là mình hiếm khi sợ John lắm. Thậm chí cái con Celica này ở level 1 tới level 4 là gọi là bắt cò solo luôn á, hai thằng đứng yên bắn nhau á, thằng John bắn không lại, mà John giật nội tại bắn vẫn không lại luôn. Con tại vì nội tại của con Celica nó chuyên bắn thằng John này sao mình nè. Hai thằng đứng yên bắn nhau nha. Con này con Celica lúc mà lên được 5 nội tại nó bắn thằng John, mẹ John chạy ôm trụ luôn. Mình chưa thấy thằng John nào mà đứng solo tay đôi mà bắn 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 hơn được con Celica hết á. Đương nhiên thì cũng có thể một số người họ chơi con John á, và họ lên bộ đồ chuyên để solo đầu game. Họ đổi sang những cái món phù hiệu mà tinh linh hay là nè, họ không dùng những phù hiệu luyện kim. Họ lên những cái bộ đồ phù hiệu mà chuyên đánh nhau á. Nè, kiểu như tinh linh hay gì á, bắn liên tục rồi trúng tinh linh bắn đùng 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 hoặc là cái gì đấy á, thì mình thường này, nói chung do mình một phần mình cũng ít gặp ha, tại vì đa phần những ông chơi AD thông thường đều sẽ phải lên luyện kim hết rồi đó, hiếm ông nào bây giờ lên thánh quang hay là tinh linh gì đó lắm. Mà thực ra thì mình nghĩ cách chơi của những con AD đó, đầu game thì vẫn nên là đi solo, ý nên là đi farm tiền đẩy đường, chứ không có ông nào mà đứng đặt bắn nhau hết á, tại vì rừng với mít nó xuống liên tục, không có thời gian đâu để mà gọi là đứng đứng bật co tay đôi. Rồi, mình nghĩ là bây giờ mình sẽ quay một trận đấu chơi con Celica để cho mọi người xem cái khả năng gánh team của con Celica về cuối game, rồi có thể là một số cách chơi gì đấy bạn di chuyển sao cho nó phù hợp. Cái chuyện mà cách di chuyển thì mình nghĩ là cũng không cần thiết lắm đâu, tại vì bạn cứ chơi đi, bạn cứ chơi khoảng 100 đến 200 trận. Một con tướng là bạn sẽ dần dần quen cách chơi của nó, quen cách di chuyển rồi các kiểu ha, quen kill đó. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quay một trận đấu cho mọi người xem, một trận đấu về con Celica. Ok, chúng ta sẽ chơi một trận Celica. Team mình thì có Yuka, Butterfly, Veret,
Vera, bên địch thì có Illumina, Ari, Rioma, Slim và Laurian. Những con tướng bên đối phương thì mình thấy là Slim cũng sử dụng luyện kim tương tự như mọi người. Mình thấy team bạn có khá nhiều hiệu ứng, Rioma có hiệu ứng nè, Slim có hiệu ứng nè, Laurian có hiệu ứng nè, Ari cũng có hiệu ứng, Illumina cũng có hiệu ứng. Thế nên mình nghĩ là mình sẽ lên sau nào bảo táp. Lên một cái bộ đồ sử dụng sau nào bảo táp ha. Rồi. Về con Celca từ đầu game thì thông thường mình hay lên đồ á, mình sẽ mua đôi giày. Nhưng mà cái món đồ đầu tiên mình mua á, mình sẽ mua cái găng. Găng tăng tỷ lệ chí mạng. Có một số trận đấu thì mình sẽ mua hai găng liên tục luôn. Còn một số trận đấu thì mình sẽ chỉ mua một cái găng, sau đó mình mua đôi giày luôn, tùy trường hợp. Khi bạn đi ngang qua đường rồng á, bạn hãy thả một cái chiêu hai vào một vị trí ở con quái để xuất hiện. Lúc này bạn thấy không? Bạn sẽ có một cái vòng sẵn được một xíu rồi. Thì đầu game thì chẳng có cái mẹ gì, nhưng mà ok, anh SP nhà mình anh Vedet mà bạn biết Vedet rồi, Vedet thì đánh nhau từ level 1 luôn, chẳng sợ bố con thằng nào. Level 2 thì nó bố đời, nhưng mà mình nghĩ là Vedet nên chờ level 2 hẳn đánh nhau. Nhưng mà SP nó lên thì mình chịu thôi, mình cũng phải lên theo chứ, mình làm gì giờ đó. Cuối cùng là đánh xong mình thấy cũng rất có lợi thế tí gì cả. Ok, mid xuống. Mid xuống bay ulti chết Illumina luôn. Ừ, được. Bạn thấy không? Có cái kiếm và cái số 5 nè. Đó, lúc này mình đang có 5 nội tại nè, bạn thấy chưa? Đó, bạn hãy nhìn cái phần nội tại của thằng Celca ở đây ha. Nè. Đó. Đang có 3 nội tại nè. Khi mà bạn có 5 nội tại thì bạn đánh rất là thấm nha. Đánh vào chim hay là đánh vào quái rừng thì nó không lên nội tại, và đánh vào lính và người hoặc là gì đó thôi nó mới lên. Đó, nhớ cái này ha. Nói chung là thông thường bạn cứ để ý khi bạn lên 5 nội tại á, thì bạn lao ra đánh nhau. Chưa có nội tại thì bắn cho lên nội tại rồi mà ra đánh nhau. Chứ còn đang ở không có nội tại nào mà ra đánh nhau thì lỗ lắm nha. Đó. Nè, bạn có thể sử dụng chiêu 2 mình định vị để chết những cái bụi. Lý do tại sao mình nói con Celca này là một trong những con đi thủ đường rất là dẻo lậu như vậy, nó rất khó để găng con Celca nha, tại vì nó chết được bụi, rất là khó để găng nó. Bạn chơi AD mà, thế nên cái con quái ở trong rừng của rừng thì bạn cứ ăn thoải mái đi, nếu thằng rừng nào nó có ý kiến đâu. Bạn đi top thì đôi khi sẽ bị chửi, nhưng mà bạn đi AD bạn ăn thoải mái nha. Cái cách theo mình nghĩ, cái cách quăng bom, quăng mình định vị hay nhất á là bạn quăng vào thằng tướng và con lính luôn. Là lúc này bạn sử dụng uy áp, mà khi bạn quăng uy áp và lính á là nó sẽ chết ngay lập tức ở chiêu đầu tiên, và vừa trúng người nữa, tướng đối phương sẽ bị giảm máu. Ê, lúc này mình đang bị Slim đánh mình như con, thêm Illumina quăng quăng chuột choáng cho mình hồi máu, mình tốc biến, mình chạy, mình quăng cái bom lại, nhưng mà ai dè đúng lúc Slim nó lao lên, không biết cái chiêu chiêu lao của Slim là một hay hai ha, và mình chết. Ok, mình chết mạng đầu tiên, và lúc này mình nhìn lại tình huống thì mình thấy team mình đang thua 1-6, phải cả trưởng. Cái tình huống mà có một giết được một mạng là tình huống đó mình hỗ trợ cho mid đó, cho Vera đó. Lúc này thì Vedet kêu à thấp thôi. Tình huống hồi nãy thì mình nghĩ thật ra một mình thằng Slim đánh mình không chết đâu, tại vì mình như mình nói nha, mình luôn xanh nhất hơn thằng AD đối phương, hai thằng đánh nhau mình không thua. Nhưng mà còn Illumina nó quăng choáng cái là mình bị mất máu thêm nữa. Đó, thế nên mình mới chết. Chứ không mình cứ chạy về thì làm sao chết được. Lúc này thì Vedet lại lao lên đánh như một vị thần, thì mình cũng rất biết làm thế nào bây giờ. Mình quyết định là bật ulti lên và mình ấn vào thằng Slim, mình đánh liên tục vào thằng Slim thôi. À, khi bạn chú ý nha, khi mà bạn sử dụng con Celca bạn nên đổi sang cái tùy chọn trong game á, là hiện ra những đối phương để cho bạn chọn đánh nha. Bạn đừng có để đánh mặc định, mặc định đánh lung tung lắm. Bạn hãy chọn cho nó hiện ra tướng để mà bạn chọn để bạn đánh, chỉ một con tướng duy nhất và bạn dập cho nó chết. Rồi lúc này thì mình quyết định đánh càng nhiều vào trụ và càng tốt để cho cái luyện kim nó lên tiền. Cứ đánh vào trụ thôi, mặc dù lúc này thì nó cũng chẳng có bao nhiêu đam cả, nhưng mà cứ đánh vào nó lên tiền. Chiêu một của con Celca tăng tốc á, lúc mà bạn bị choáng của con Illumina, bạn hoàn toàn có thể bật chiêu một lên để chạy thoát khỏi cái vòng choáng ha, kịp nha. Nhưng mà mình thì mình thấy khi mà mình đầy máu thì mình cũng chẳng rảnh rỗi mà mình làm chuyện đấy ha. Khi mà mình ít máu hoặc là ở những combat to thì lúc mà mình thấy nó bật ulti thì mình sẽ bật chiêu một
để chạy khỏi cái vòng bị choáng xuống nhá. Rồi, lúc này thì phút thứ 4 rưỡi và mình đã có thánh kiếm. Nhưng mà mình nhìn lại tỷ số thì mình đã thấy mẹ 4-10 con mẹ rồi, tạm quá. Nè, bạn thấy không? Mình bật ulti lên, mình bắn thằng Slim như con ghẻ mà thằng SP nhà mình nó không hiểu. Có thể là VRS nó ít gặp con CLK đánh đánh rank á, nó không hiểu. Chứ lúc đấy mà mẹ lúc đấy mà VRS bay vào giọng một choáng một cái thì có phải Slim chết luôn ở tình huống này không? Nhưng mà nó không làm. Kết quả là đéo được con mẹ gì. Bạn cố gắng là liên tục sử dụng chiêu 2 ha, cứ có chiêu 2 mình định vị á là bạn quăng nó vào bội để bạn xét ở những vị trí bạn đi qua. Ngoài trừ chuyện nó làm chậm đối phương, tăng giáp cho bạn rồi là còn phát hiện tầm nhìn, trời ơi, nó quá hiệu quả luôn ha. Cứ liên tục mà quăng. Ok, mình vừa ăn xong con bồ đỏ thì mình thấy Vera chết con mẹ nó rồi. Ok. Lúc này thì tôi quyết định là mẹ thủ thủ mid tới chết. Đó. Tại vì tôi cũng không biết làm cái tình huống ở tình huống này tôi làm cái gì nữa, tôi quyết định thủ mid thôi. Đó, mid chết thì phải ra thủ mid chứ làm gì bây giờ. Đó, Jack Boy, các bạn thấy không, khi mình bật chiêu một mình hoàn toàn có thể thoát được cái chiêu ulti của con Illumina ha. Rồi này mình quyết định là dựng pháo lên bắn, tính bắn cho nó chết nhưng mà không chết. Ok, Ryoma rừng đối phương lao tới mình đánh chết luôn, may có SP nó SP không biết đánh chiêu một được chiêu hai mà gây choáng được con Ryoma là mình bắn chết rồi. Mình có 2 bộ dưới chân, mình đang mà mặc dù team mình đang 52 à 512 fit như một con thú á, nhưng mà mình đang có 2 bộ dưới chân ha. Quyết định là hỗ trợ Vera thủ mid. Bất ngờ mình thấy Slim xuất hiện. Anh Slim trận này có vẻ họ báo cáo tròn quá. Anh Slim mình có cảm giác là Slim ít gặp CLK nên không sợ. Slim đánh cái kiểu không sợ phải không? Slim không hề sợ bố con thằng nào. Mình quyết định bật ulti lên bắn cho mẹ cho nó chạy với con mẹ. Ô mình thấy chết mẹ. Laurea, mình thấy Laurea bọn này phán xét mình sợ, mình chạy con mẹ nó luôn. Mình thấy Laurea mình rất là sợ. Tại vì khi mà team mình nó không có đao hay là sắt chưa hòn á, đánh vào con Laurea không nổi. Đó, mình thấy máu mình sắp hết nên là mình đánh vào con quái một xíu để mình cho nó hồi máu. Sau đó mình ra mình limit, mình thấy chấp 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 chấp, mình thấy lại thấy Laurea, mình lại chạy con mẹ nó luôn. À, trước khi chạy mình quăng là trái mìn cho nó, mẹ cho nó làm chậm cho nó. Mình lại đi lòng vòng mình thủ thủ mid. Mình thấy mình có ulti rồi đó, mình nghĩ mình sẽ thủ được mid ở pha này. Bạn sẽ cố gắng núp ở những cái góc nào đấy, nên né đam đó ha. Tại vì khi bạn lúc mà bạn dựng pháo, bạn đứng nhìn trọ, bạn nên né ở những cái góc nó đẹp đẹp rồi. Mà bạn ulti lên và mình cứ thế mà bắn thôi, đổi hết team bạn ra ngoài, đừng cho mất chủ mid. Và lúc này phút thứ 7 rưỡi, mình thấy mình fit lắm rồi, team mình fit lắm rồi, 65 rồi. Mình quyết định là thôi, bây giờ thì tao phải đi farm, tao farm cháy máy. Tao thăm ngàn, tao làm đủ kiểu hết. Có cái gì tao thấy, tao phải farm thôi. Tao farm chết bỏ, để tao gánh thôi. Chứ team fit quá rồi. Ok, mình set bộ và farm. Sau đó mình lên. Mình quyết định là mình cố gắng lấy chủ mid. Mình đứng đây, mình dựng ulti và mình cố gắng lấy chủ mid. Bạn thấy không? Khi mà bạn dựng ulti, bạn bắn vào trụ rất là thấm ha. Ở phút thứ 8, bắn khá là thấm. Sau đó mình xuống mình hỗ trợ hỗ trợ rừng của mình ăn con rồng. Ở trên thì mình vừa thấy Vered giết được rừng đối phương, giết được Ryoma, team đánh nhau loạn xà quanh lên hết nè. Mình tính đứng ở sau cái bụi rồng này nè, ở cái hang rồng này nè, mình đứng đây mình dựng con ti là mình đánh rất là rộng nha. Nhưng mà lúc này tại vì mình thấy team mình chết sạch đó, chết sạch, mình dựng con ti là rau đen nó bật đại hóa xét, nó lao thẳng vào mình, nó giết mình á. Thế nên mình rút lui, mình gào rú mẹ team thì thua bét nhè rồi, đánh có lại người ta đâu, tiền thì không có, mình hối rút lui đó. Tại vì chết rồi thì cũng làm được gì nữa đúng không đó. Còn mình quyết định thăm ngàn tiếp thì bất ngờ mình thấy Slim xuất hiện ở trên màn hình ở minimap, nhưng mà ở mid lại có con Laurea nó lại lại mình lại phải về giữ mẹ Vera của mình trận này đó. Nó bật đài phán xét lên, mình quyết định là cố gắng đánh được bao nhiêu thì đánh đó. Và lúc mà mình thấy mẹ nó đánh mình còn có xíu máu, mình cứ tốc biến chạy thôi. Laurea nó khỏe quá. Lúc này mình bắt đầu cọc rồi nha, lúc này mình bắt đầu cọc. Mình hy vọng là ở tình huống này mình bỏ bản đồ lên, mình nhìn đồ, mình đéo thấy một thằng nào nó lên sắt hay là lên đao chi hòn hết, trong khi team kia thì có Ari, có Laurea.
Mà team thì không có một thằng nào lên món sắt hay đao chi hòn, hỏi có chịu nổi không, bạn có chịu nổi không đó. Thế là mình gào con mẹ luôn, chát lên đao sắt, đao sắt đâu. Mẹ team kia thì vừa Ahri vừa Laurier mà team mình không có một cái sắt một cái đao nào hết, đánh bằng niềm tin à đó. Sau đó thì mình cứ đi lòng vòng thăm ngàn tiếp thôi, thấy ở đâu mà trám ở đâu có chỗ trống thì mình trám lại nè, bạn liên tục cố gắng lên từ quan chi hai xếp bụi nha đó. Sau đó thăm ngàn mình lại thấy Ahri, mình quyết định xếp bụi mà phát là mình xuống mình thủ đường. Rừng phe mình có vẻ móc chó lao lên quá. Ok, lúc này mình đã có món giật thần cung, món thứ tư. Món thứ năm mình quyết định lên kiếm Fannie, mặc dù kiếm Fannie ở trận này thì nó cũng không quá hiệu quả nhưng mà mình quyết định lên để gây đam. Ok, tình huống này đánh nhau có vẻ hơi căng, mình quyết định là cứ check bội đã. Mình rất là sợ những cái tình huống nó lao ra ha. Ok, mình dựng pháo lên mình bắn, bắn tới tấp cứ mình ấn theo điều liệt con mẹ nó luôn cái nút đánh á. Sau đó mình định, thường là đây là cái góc mà mình hay thích đứng nè, góc này là cái góc mà tụi nó sẽ xuống rất là trống trải ha, để bắn núp đó. Hôm nay team bạn chết bốn, team mình cũng chết bốn, còn có mình với Salim thôi. Mình di chuyển quả này hơi ngáo, đúng ra là mình nên quay ngược lại cái vị trí hồi nãy á mà mình núp á, bật ulti lên là mình giết được Salim rồi. Nhưng mà Salim nó có chiêu nhảy thế nên mình thấy cũng hơi khó để giết Salim ở những cái pha như vậy, thế nên thôi mình quyết định là bản thân mình là một người AD, mình nên cố gắng giữ mạng. Những tình huống nào mà mình cần lao thì mình lao, những tình huống nào cần thủ nhà thì mình thủ nhà, tại vì mình chết như mình nói ha, AD chết team rất ảnh hưởng. Bạn là một con tướng khác bạn chết không sao, nhưng mà AD mà chết nhiều quá đó ảnh hưởng nhiều lắm. Ok, mình lên được món đồ thế nào rồi, mình thấy Salim mình bắn, Salim chạy như con ghẻ, Salim thấy mình chạy con mẹ luôn, thấy không đó. Phút thứ 10, bắt đầu phút thứ 12, gần phút thứ 12 là Salim thấy mình như thấy mẹ luôn. Nó là mình bắn con mẹ luôn. Bắn hết. Lúc này thì tôi đang săn nhất bắn đỏ, mặc dù team tôi fit như chó, nhưng mà tôi đang săn. Thế là tôi bắn hết, thấy ai tôi bắn người đấy. Chưa kể còn hai bộ dưới chân nữa. Vừa ăn xong con bùa, mình tưởng là xong rồi. Mình đang tính hút điếu thuốc, mình quay lại mình thấy mẹ team đánh nhau loạn sao còn. Ô mình thấy cái áo dao của Salim, thế là mình quyết định là quay lại bắn bỏ mẹ thằng Salim này luôn. Cái thằng này bố lao. What what the fuck. Laurien vừa bắn phán xét cái rừng nó đánh quả chết luôn. Mình không biết được rừng đánh chiêu gì á mà đã gây sốc đam ghê luôn á. Laurien chưa kịp hồi máu mà chết luôn đó. Hôm nay mình thấy gấu ở trên, mình tính lên đẩy đường nhưng mà mình thấy xuất hiện trên minimap xuất hiện hai thằng lợn, thế nên mình quyết định chết bụi một phát. Sau đó qua phủ rừng ăn rồng, thấy tình huống như vậy xử lý nó hiệu quả hơn chứ lính thì chưa lên chạy lên đánh cái trụ làm gì đúng không đó. Lúc này mình ăn rồng, team đang thua quá, mình quyết định là ăn những cái công trình lớn thôi để hỗ trợ team. Sau đó là mình thăm ngàn con mẹ nó hết, bây giờ thì cút hết ra rừng hay là bồ gì đó tránh ra hết, tao ăn hết. Lúc này mà rừng nó chửi á là mình đập đập que mồm rừng luôn. Vera kêu đi chung không, tại vì thường như mình nói à, sau phút thứ 8 á, ở đây đánh nhau loạn quá, chờ xíu mình đánh nhau ra cái ra đánh nhau đã. Mình vừa đã đánh nhau mình thấy team mình chết. Sau phút thứ 8 á mình nói luôn, nếu mà mình cầm AD á là rừng và bùa là mình đánh hết nha. Lúc đấy thì đừng đừng có đừng hỏi tại sao. Đó. Tại vì lúc đấy AD nó phải gánh, nó phải ăn. Rồi lúc này đánh nhau dữ quá, mình qua mình gây đam. Ok, tôi lại mạng hỗ trợ tiếp. Ok, mình thấy gấu lại bổ nhào. Mình không biết tại sao team mình chết nhiều như vậy nữa. Chết bội. Ok, team mình lúc này còn có hai mạng thôi. Mình quyết định là chết bội ở những cái vị trí này, sau đó núp ở đây. Chờ đối phương đi qua thì dựng pháo lên bắn. Bốn phát bắn chết Ryoma, khoảng 3 phát bắn chết Salim. Giết được hai mạng. Tình huống này mình gánh là tình huống này. Vậy đó trong này kêu ạt khỏe và VC. Trời ơi, bạn thấy mình đang có cái giáp hồi sinh không? Có nghĩa là mình lên được 6 món đồ rồi đấy, mình full tiền con mẹ rồi. Đấy, lúc này cả team mới bắt đầu quay sang bảo kê ạt các kiểu. Mẹ ơi, các ông đánh gần 15 phút đồng hồ rồi. Các ông fit cho lắm vô, xong bây giờ các ông mới kêu bảo kê AD.
15 phút rồi. Mẹ. Lúc này mình tính lên anh Tà Thành, mình núp ở đây. Nhưng mà mình lại thấy nếu có tình huống gì xảy ra, tim bạn trống quá, minimap trắng trơn. Mình không biết được tụi nó có núp ở góc nào không. Mình quyết định là xét từng cái bụi cho nó an toàn. Đó, mình nghi ngờ cái bụi ở gần con này có, thế nên mình quyết định là chờ chưa hai hồi mình quăng bụi. Quan sát bụi, ok, mình vừa thấy mẹ ơi ông Ari ông lao tới ông đánh như một vị thần, ông muốn 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 các kiểu. Và mình bắn thường một phát chết ảnh luôn. Lúc này team lại đánh nhau. Mình quyết định là dựng pháo lên. Tình huống này mình dựng pháo lên chủ yếu là để mà mình làm cái tình huống là cho trường hợp mà team nó chạy về á, nó thua hay nó chạy về thì mình hỗ trợ. Nhưng mà đủ má tụi nó đánh hăng quá, tụi nó cứ lao lên như vậy, bạn thấy không? Phải lao lên một canh hai canh ba như vậy thì ai cứu nổi đây. Thế nên thôi tôi quyết định là tôi đi về. Rồi vậy là xét những cái bụi nhỏ nhỏ, mình biết tình huống này là team bạn sẽ ăn tà thần, dễ hiểu ha. Lúc này mình tính lao lên nhưng mà mình hơi nhát tay đó, mình dựng pháo ở vị trí này không tới được con tà thần, bạn thấy không? Mình cố gắng mình lên một xíu thì mình sẽ đến được lên con tà thần, nhưng mà không kịp. Mình đứng lên một xíu thì mình lộ map, thế nên mình sau khi mất con tà thần, bạn thấy không, team mình quyết định là đầu hàng. Thế là mình sợ quá, mình phải nói tao thủ được, chúng mày hãy tin tao, tao thủ được ba đường mega, tao vẫn thủ được, ráng đánh đi, đừng đầu hàng đó, động viên team. Nói team lúc này là đừng có đánh nhau nữa, thủ nhà xong đã, thủ quân kinh công đi. Mày kinh công phút thứ 15 nó to lắm, tập quân kinh công xong đã. Nhưng mà hình như mình thấy team bạn thả cũng hơi nhanh ha. Ừ, team bạn thả cũng hơi nhanh. Thế nên tình huống này mình dead được con kinh công. Dead xong đường top thì mình ra đường mid mình thủ thôi. Lúc này thì có thủ trụ thôi. Nhưng mình nói lúc mà tình huống mà bạn bị mất kinh công á, thì tốt nhất là bạn cứ nên ôm trụ thôi. Đánh thật sát trụ, đừng có ra bụi hay là ra rừng gì hết á, tại vì rõ ràng bạn đã bị nó lùa tới tận đây rồi thì bạn mới bị mất đường mega đúng không? Thì lúc này bụi bụi nào bụi nấy đều rất là nguy hiểm đó. Mình dừng trụ đây, mình quyết định là đánh được bao nhiêu thì đánh. Mình thấy lao đen bạn đã phán xét lao thẳng vào mình như một vị thần. Ok, mình tốc biết mình chạy, mình né đủ các thể loại ulti của đối phương. Vãi mẹ, lúc này Salim bắt đầu cũng này, hình như có vẻ full đò là Salim bắt đầu bắn có lực rồi. Salim bắt đầu bố đời, Salim quăng đủ các kiểu thể loại lao hết. Mình ulti lên, mình bắn một phát, Salim mẹ né như con ghẻ. Cút ngay khỏi nhà tao. Lúc này thì mình thấy mình xanh con mẹ nó hết rồi, mình thấy bạch lên, mình thấy team mình có lên sách lên down. Ok, cũng giải thở một xíu. Tình huống này mình hô rút lui, đừng đánh nữa. Tại vì đuổi theo không để làm gì á. Nhưng mà rất là tình cờ gấu giết được Ryoma. Đó. Cũng may giết được Ryoma chứ để team bạn 5 thằng không biết sao đỏ luôn. Ok, lúc này mình quyết định thủ nhà. Ai giờ rừng mình nó lao ra hăng quá. Nó lùa thằng Slim. Đó. Và cuối cùng nó lại chết. Ai với Red chết. Rồi, nó bị chấm dứt luôn, bị lao đen chấm dứt luôn. Mình còn đến bên nó làm sao nữa. Trong khi cái nhà á, ok, mình báo gấu về đi. Đủ mấy nhà thì banh hết hai cái trụ rồi. Bạn thấy chưa? Không lo đánh, đẩy lính lên cao đi, cứ la đi đánh nhau thôi. À, VDS mới kêu là mid phế quá. Veda hơi phế hả? Veda chết chết 11 mạng rồi. Thấy chưa? Hai đường nó bắt đầu ùa vào rồi. Mình xem tình huống để mà mình thủ nhà thôi. Này ráng thủ thôi. Cố gắng giữ cái trụ cuối để tránh bị mega ba đường. Nhưng mà mẹ ơi, lính nó trở vào nhà chính rồi, phải ra đánh. Đánh xong quay lại. Bạn thấy chưa? Lính bên kia, lính ở đường rồng chưa tới. Mình lại quay về bên thủ. Lại một quả ulti. Mẹ ơi, rồi. Cái này mình dựng trụ lên mình đánh được, mình đuổi hết gọi là tướng đối phương ra khỏi khỏi trụ. Nhưng mà mẹ ơi, lính đông quá, đập banh nhà, nó đập banh trụ đường rồng luôn này. Mình lại tốc biến mình chạy con mẹ luôn. Hai hai ba lăm, bạn thấy chưa?
Mặc dù mình đang rất là xanh nha, mình đang 10, 11 năm đó, mình rất là xanh, nhưng mà team mình biết hết. Mình quyết định là dựng công ty lên, đuổi hết tất cả mọi thằng tránh ra khỏi cái nhà chính đó. Ôi da, mày ăn một quả choáng, lại thử tiếp. Ok, lúc này tiền mình chắc nhiều nhất bản đồ rồi. Mẹ ơi, tiền thừa mà 5.000 vàng, mình thấy chưa? Thừa 5.000 vàng rồi đó. Mình thôi rút lui, đánh đéo được đâu, đủ má, rút lui đi. Nhưng mà ai dạy gấu bệnh la lên giết được Salim. Ok, hay quá. Tình huống này mình con hơi sai, tại vì mình thấy ba con mega to lắm mà sẽ đánh không lại. Nhưng mà không biết tại sao ở một phương trời nào đó gấu vẫn giết được Slim, nhờ thế đỡ hơn. Hôm nay cả team bắt đầu kêu là lên đánh Caesar, đánh King Kong, nhưng mà mình vẫn rất là sợ bị bắt đo, mình quyết định là thủ nhà đó. Vậy là lúc này mặc dù fit như một vị thần 2-11 nhưng mà vẫn lên giết được top đối phương Ari. Ok, lúc này mình thấy anh được Caesar, mình quyết định là lên, bay lên, mẹ đấm đá đạp đủ các thể loại. Mẹ Rio mà đấm mình như con ghẻ, mình bắn hết luôn. May quá Vera nó đánh được. Ok, giết được. Lauren lúc này bắt đầu kêu là núp sau con Vera đi. Còn Vera thì kêu lật kèo. Ok, tìm bạn chết ba. Mặc dù Mega to lắm nhưng mà mình vẫn có một con, bạn thấy không? Bên mình vẫn có một con này, lính kinh công to đùng, lính tiên phong. Bắn trụ. Rồi mình bắn lúc này thì cơ bản là sau phút khi bạn full đồ thì bạn khỏe lắm, mình dựng trụ lên, mình giúp gấu chạy đó, đẩy vào nhà chính đối phương. Một con lính tiên phong thôi là đủ rồi đó. Mình đập trụ, bắn trụ. Sau đó mình bắt đầu bố đời, mình lên mình lãnh vẫn. Bây giờ tôi là bố đời rồi, tôi lên tôi làm đủ trò các kiểu, tôi làm đủ, tôi là bố đời, tôi làm đủ hết. Tôi lên tôi dựng cột, tôi bắn hết, tôi giết hết. Bạn nhìn tình huống mà thấy kết thúc trận đấu đó là 30, bên mình giết được 30 mạng, bên đối phương giết được 36 mạng. Bạn nhìn tỷ lệ bạn thấy có vẻ bình thường ha, nhưng mà bạn nhìn thì bạn sẽ thấy là team mình chết như một vị thần, chết như một gọi là chết 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 quá là chết luôn. Chờ xíu để mình xem coi kết thúc trận đấu tỷ lệ nó là bao nhiêu ha. Ok, mình lên thần thánh. Chờ xíu. Ok, mình sẽ dừng lại một khúc này để xem. Mình giết được 14 mạng, chết một, hỗ trợ 5. Còn cái người mà phá nhất team mình thì là mid, là chết 11, giết 3, hỗ trợ 7. Nói chung là bạn cứ nhìn cái KDA á, bạn thấy cái người cao nhất và người thấp nhất mà nó lệch khoảng 5 điểm. 6 cộng 5 là 10. Đó, thông thường cái nếu mà MVP cái người cao nhất mà là 10 mà cái người 11 nếu mà cách nhau khoảng 5 điểm á, có nghĩa là cái người MVP họ phải gánh nhiều lắm á. Gánh nhiều lắm. Bạn thấy không? Cái người thấp nhất và người cao nhất nó lật nhiều như vậy á, có nghĩa là phải gánh rất là nhiều. Bên đối phương thì có Ari có vẻ là fit nhất, Ari được có 5.8 bạn thấy không? Nhưng mà cao nhất thì có 7.3 thôi, có nghĩa là gánh chỉ khoảng 3 điểm mà chưa tới 3 điểm. Đó là vẫn gánh bình thường ha. Khi mà bạn thấy cái tỷ lệ lệch mà giữa một 5 điểm trở lên á, lệch 5 điểm trở lên có nghĩa là cái người fit mà nó fit nhiều lắm luôn á, fit cực nhiều. Ủa bây giờ mình nhìn lại KDA mình thấy rừng mình cũng fit như một vị thần. Hai cái pha mình hỗ trợ, ba pha hình như, ba pha mà rừng giết được người, hình như là ba pha đấy mình hỗ trợ hết hay sao á. Mình nhớ là hình như ba pha giết người, à không, có một pha Buffalo giết người là mình không hỗ trợ thôi thì phải đó. Còn lại hai pha mình nhớ là giết được Slim với giết được Laurie ở trên top á, là hình như mình hỗ trợ đó. Gấu giết được cũng khá nhiều người, gấu gấu gánh cũng nhiều. Nhưng mà rừng được một pha ăn kinh công, rừng với gấu được một pha ăn kinh công ở cuối trận, nhờ thế mới thắng được. Bạn thấy không? Mà cái con Celica nó đánh mà bạn nhìn nè. Bao nhiêu cái logo ở đây nó có hết rồi đó, bao nhiêu cái danh hiệu con Celica đấy hết. VDS được đúng một cái gọi là hình như là chịu đòn nhiều nhất thôi, còn lại là bao nhiêu cái logo mẹ Celica gắn hết, mà thấy chưa đó. Cái hỗ trợ này, hỗ trợ thì Illumina hỗ trợ nhiều nhất thì là bình thường ha, tại vì bật ulti một phát là coi như có hỗ trợ rồi. Rồi mình sẽ xem thử.
Ok, sau khi kết thúc trận đấu, má ơi, cả team nó kết bạn rồi, nó rủ đánh không à, gánh dữ quá mà, gánh học máu đó luôn. Chả xíu để mình xem cây sát thương rồi các kiểu coi. Rồi. Nè, bạn thấy không? Tình huống này, ủa tại sao đánh lâu như vậy? Đánh tới 20 phút rồi, 21 phút, 40 giây mà Laurier vẫn chưa full đồ ta? Nè. Hay là Laurier mới bán đồ thì mình không biết ha. Mình không chắc 100% lắm, nhưng mà cuối game sao tự nhiên Laurier không có full đồ vậy? Nè. Cơ bản là ủa bên mình cũng không full đồ. Mình đất hiểu luôn. Đâu mà à, có khả năng là các anh ấy chết nhiều quá, các anh ấy fit như một vị thần, các anh ấy mẹ đéo có đủ tiền luôn. Trời ơi, đánh tới 21 phút mà chưa full đồ nè, không hiểu luôn á, không hiểu tại sao luôn á nha. Không hiểu cái trận đấu này hơi kỳ quặc. Mình quay một trận đấu thôi mình không để ý lắm, nhưng mà bây giờ mình coi lại thông tin thì mình thấy hơi kỳ, tại vì 20 phút là tiền nhiều lắm, tại vì bị mega ba đường. Mega ba đường là bạn biết rồi, mẹ con quái nó to đánh tiền nhiều lắm. Để mình xem chi tiết coi. Ok. Nè, bạn thấy cái phần trăm cây đam không? Thông thường thì một con AD mình chơi ở những trận đấu thông thường á, mình gây đam khoảng từ 25 cho tới 30% đam. Một trận đấu thông thường của một con AD ha là sẽ ở cái mức 25 cho tới 30%. Rừng và top mid nó sẽ gây ra khoảng 20%. 20 mỗi đứa nó sẽ gây khoảng từ 15 cho tới 20% còn lại. Đó, SP thì thông thường nó sẽ gây được từ 10 cho tới 20% tùy cái con SP đó nó chơi, cách chơi của SP như thế nào. Nhưng mà thông thường AD nó chỉ ở mức khoảng 25 cho tới 30% là gánh khá tốt rồi. Còn khi một con AD mà nó gánh trên 40% á là coi như con AD đấy nó gánh hết con mẹ rồi. Mình thấy AD mà gánh như vậy á là thường là nè, bạn thấy không? AD thông thường nó chỉ gánh khoảng 25 đến 30% thôi. Còn những vị trí còn lại nó sẽ gánh một ít ít một ít một ít. Nhưng mà những con AD nào mà nó gánh trên 40% á là gần như là mình chỉ gặp ở những cái thằng mà nó chơi con Yon á, Yon. Yon là nó là một trong những thằng mà nó gây đam tổng lên rất là nhiều, tại vì mỗi lần nó xoáy nội tại á, nó xoáy bét nhè mà. Đó, thế nên nó gây đam sát thương lên tổng tổng sát thương lên nhiều lắm. Nhưng mà Celica ở trận này nó cũng có thể gây được tới 38% sát thương mà thêm cũng khá là nhiều ha. Nè, mình ăn có 13% đam thôi. Ăn rất là ít. Nói chung cái trận này bạn nhìn tỷ lệ nè, bạn sẽ thấy là con Celica nó chơi như một con AD thông thường, đó là gây đam nhiều nhất cho đội và gánh chịu ít nhất. Về cái phần trăm tham gia, tỷ lệ tham gia thì nếu mà một người chơi AD tốt á, theo mình nghĩ là nên tối thiểu nha, tối thiểu một người AD á, thì phải trên trên 50% tỷ lệ tham gia giao tranh nè, cái tỷ lệ này nè phải trên 50. Chứ còn nếu mà bạn cứ cắm mặt đi farm, cắm mặt đi farm, cắm mặt đi farm xong tìm thua gom bát đủ kiểu á thì không có ai gây sát thương á, ở những cái tình huống giết người á thì team nó hay chửi lắm. Nên cố gắng là đi hỗ trợ team nữa, nhưng mà cũng tùy tình huống á. Như mình nói ở cái trận này bạn thấy không, mình đéo làm được con mẹ gì hết á. Thực ra thì mình chỉ có một pha giết 4 thì phải, mình không nhớ giết 4 à, giết 3 và một pha giết 2, là hai pha đấy là mình chủ động là mình giết người thôi. Mình dựng cọt mình giết người, còn lại những pha còn lại khác gần như là mình bắn một hai cái là chết rồi đó, chứ cũng không tham gia được combat thì nhiều, tại vì mình hay đứng sau. Như mình nói ha, team mình do cái trận đấu này team mình nó thua nhiều quá, mình không muốn chết. Ở những trận đấu thông thường khác á là mình cũng rất là chịu khó lao lên đánh nhau các kiểu, nhưng mà riêng trận này thì mình không muốn chết, tại vì mình chết là mình nghĩ khả năng thua tới phải hơn 90% á. Mình chết phát là team mình không có ai đánh rep luôn á, thế nên mình giữ mạng mà cái tỷ lệ phần trăm tham gia cũng khá cao. Để mình xem coi có gì để nói nữa không. Nói chung là thông thường, thật ra thì mình nhìn đội hình này nè, mình nhìn đội hình hai bên như thế này thì thông thường mình nghĩ là team mình sẽ thắng, tỷ lệ thắng cao hơn. Thực sự á, mình nghĩ dựa vào những chất tướng như thế này thì mình nghĩ team mình sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn, chứ không phải là bị đè như một cái trận này đâu. Trận này bị đè mà em phát thương, thấy thương luôn.
Nè quá nè anh. Chờ xíu. Mình sẽ tua lùi lại một xíu. Coi coi. Ồ, trận này bạn thấy mình tiền không? Tiền mình 20k vàng. Vãi cả trường. Hết tiền. Tiền của mấy cái thằng bạn thấy tiền của mấy cái con AD chưa? Mẹ tiền 20k vàng. Đó. Chơi luyện kim tiền nó nhiều mà thủ đường nó cũng nhiều á. Tiền nhiều lắm. Không là thiếu tiền đâu. Bạn thấy AD đối phương, AD đối phương cũng gần 17.000 tiền đó, tiền nhiều lắm. Ủa mình nhìn ở đây thì mình thấy không biết tại sao mid mid bên kia kỳ cục quá ta. Chờ xíu mình nhìn lại coi. Tại sao mid mid đối phương chỉ được có 11.000 tiền ta? Hơi không hiểu lắm. Ủa, hay là Laurien, chờ xíu nhá. Mình đánh tới cuối trận là mình mặc lại mình hiểu là Laurien sẽ đi đi mid. Còn Illumina sẽ đi SP. Nhưng mà dựa vào số lượng tiền này thì mình cũng rất hiểu nữa. Tại sao con Laurien tiền ít dữ vậy ta? Không hiểu lắm nha, thực sự á. Nè. Có khả năng là con Laurien nó bị thằng Butterfly sốc đam dữ quá. Nó sợ quá nó phải lên một cái khiên huyền thoại á. Nè. Chứ mình chưa thấy con Laurien nào đi lên khiên huyền thoại hết á. Còn đối phương thì lên nan. Má ơi, một cái trận đấu mà có 1, 2, 3, 4. Bốn cái nan má ơi, nhìn nhìn muốn muốn xỉu luôn á. Mình thì mình không lên nan mà thấy bạn thấy không? Nè, như nói như mình nói ha. Cách chơi của mình là không lên nan. Nan thông thường là chỉ sử dụng cái kiểu là của gấu á, gấu bay vào, gấu lát hit, gấu đập một phát một chết một con. Gấu ôm bom cảm tử, gấu chết luôn. Đó thì nó sẽ lên nan. Còn cá nhân mình thì mình thấy con Celica bản thân cái chiêu ulti của nó mạnh lắm rồi. Thực sự mạnh lắm rồi. Bạn nhập ulti bạn bắn một hai cái là đối phương còn nửa cây máu rồi. Đó, thế lên lên cái nan là gần như là chỉ để giết giết gọi là KS mạng thôi. Nó một trong những lý do như mình nói ha, mình không lên nan. Không lên nan. Là vậy. Đó. Con AD nó đã quá thừa thừa đam mà không cần nan. Thực tế thì bạn nhìn vào cái tỷ lệ sát thương ở cuối trận bạn cũng có thể thấy ha, mặc dù mình không có lên nan nha. Nhưng mà sát thương lên người của mình cũng 38%, bạn thấy chưa? Nó cũng rất là cao nha. Chứ nó không ít đâu. Thế nên bạn cũng không cần thiết phải tập trung vào một cái món đồ gọi là nan. Chà, Slim lên nan hả? Slim lên đồ thì mình cũng thích cái kiểu lên đồ của Slim. Slim lên đồ cái này gây sát thương mạnh mà thủ cũng khỏe nè. Lên cung tà ma xong ấy. Thực ra thì mình thấy cái cung tà ma này nè. Thông thường hai AD đánh nhau á, cung tà ma sẽ rất là hiệu quả. Nhưng mà riêng khi gặp Celca đó nè thì cung tà ma không có tác dụng. Tại vì Celca nó toàn là núp ở một góc, sau đó nó xả đam từ xa. Gần như là không AD sẽ chết, chết, chết gọi là chết sốc luôn á. Bị bắn có ba cái là chết rồi. Thế nên không kịp xài cung tà ma luôn, chưa kịp áp sát đối phương luôn. Mình nghĩ là mình có thể tua lại một tình huống khi mà Slim mình không chắc ở cái tình huống này ở phút thứ bao nhiêu. Chờ xíu nhé, mình sẽ tua lại clip. Mình nói về cái tình huống này cho mọi người nhìn. Slim đâu có kịp làm như mình đâu. Nè. Bạn thấy cái cung tà ma ở tình huống này không? Chờ xíu nhé, mình sẽ tua lại cái đoạn à. Rồi. Lúc đấy mình nhớ là mất trụ giữa rồi, chờ xíu. Mình sẽ tua lại cái đoạn tới trụ là xa chứ à? Má ơi, tìm trời mà không có vỗ lên một cái sách, một cái đào, má khổ. Đúng khổ luôn. Phải để AD nó nhắc nữa. Rồi, ở đây mình giết được ba mạng. Đây là cái tình huống mà mình vẫn chết được ba mạng nè. Rồi, mình sẽ quay lại. Sắp tới cái đoạn này mình nói cho mọi người xem tại sao mình nghĩ là cung tà ma không có tác dụng khi gặp Celca nhé. Mình nghĩ là như vậy. Đây. Ủa? 5 lên 7, hình như qua cái tình huống đó rồi. Vậy là khúc 7 lên 9 á. Chờ xíu. Đây, lúc mà tình huống mà tìm mình chết sạch à. Nè, hình như tình huống này nè.
Không phải, không phải, cũng không phải tên huấn này. Đây đây, tình huống này thì phải nè. Đó, đánh đi qua nha. Mình thấy Real Ma, bạn thấy chưa? Mình chỉ còn là bắn nè. Real Ma là 1, 2, 3, 4. Real Ma là 4 bắn. Salim, Salim mình không đếm. Chờ xíu mình sẽ tua lại một xíu để mình đếm coi bắn Salim mấy cái, Salim chết. 1, 2, 3, 4, 5. Bắn vào Salim hình như là 5 cái đó, nhưng mà bị hụt một phát. Chờ xíu do Salim nhảy. Nè, mình coi lại cái pha này nè. 1, 2, 3. Cái phát thứ ba là Salim nhảy qua bên bà trụ, Salim thoát được. Mình nhìn nè. Nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, đó. Mình thấy không? Lúc này không thể nào, khi mà con Celka nó dựng cọt lên rồi á, nó dựng pháo dàn lên rồi thì không có một cái con AD nào có thể hút máu được nó, không thể nào một con AD nào hút kịp đó nè. Tình huống này mình nói thật là nếu mà chơi AD mà gặp tình huống như vậy nè, đây khi mà con CLK nó dựng pháo á, thì né tốt nhất là né khỏi cái vòng pháo của nó ra, đừng để nó dựng pháo, chứ không thể nào lao vào như kiểu Salim này được nè, lao vào thì chết thôi chứ làm gì giờ nè, bạn thấy không, đâu có thể nào sốc đam được con CLK đâu. Đó, nhưng mình mà chơi mình AD khác mình gặp á, thì mình sẽ lao ra khỏi vòng chứ không phải là lao vào trong như vậy. Salim lúc này chắc, à không, Salim lúc này chưa full, chưa có giáp hồn mạnh đâu. Đánh cái chết luôn, không có vòng, không có vòng hào quang. Salim không có vòng hào quang mà Salim đánh mẹ như là thần vậy. Không hiểu nổi, anh Salim anh chơi mà quá mẹ. Chờ xíu, mình sẽ xem coi Ryoma tại sao tình huống này Ryoma không tốc biến. Chưa một của Ryoma mình nhớ nhảy được hai lướt được hai lần á, cũng xa lắm. Lúc này mình vừa có giáp không ạ? Đó, mình thấy không? Bắn Ryoma là như con ghẻ nha. Bắn Salim cũng như con ghẻ. Mình tính quay một trận mà nó có cả Toro, cả Arthur hay là Tara gì trong mọi người nhìn á. Để xem về cuối game Celica bắn vào những cái tôn tướng nó như thế nào, nhưng mà không có cái trận đấy. Trận đấy chắc mình nghĩ khi nào mà mình có một trận đấu nào đấy như vậy mình quay cho mọi người nhìn, tức là mình hy vọng một trận đấu mà nó phải ngang tiền ngang đồ á để mọi người nhìn. Tức là về cuối game ha, khi mà ha, tất cả những con tướng đều đều để lên full đỏ hết, đều bị mega ba đường như thế này nè, đó thì khi đó thì bạn sẽ thấy là con CK nó bắn vào những cái con tướng siêu tăng á vẫn có tác dụng, vẫn có tác dụng tốt chứ không phải là tệ đâu. Nó chỉ không bằng thằng Yon thôi, so với Yon thì nó bắn sấy vào những cái thằng con gọi là con bò con trâu hạng nặng á, thì không bằng đó, nhưng mà còn lại thì mình bắn ổn lắm. Rồi mình sẽ xem coi. Rồi ok, mình nghĩ là cái clip này gần tiếng rưỡi đồng hồ rồi, mình nói về con Celca một trận đấu mà mình nói cũng khá nhiều ha. À rồi, mình nghĩ là mình sẽ phân tích cho mọi người xem những cái tình huống mà mình quăng bom, thì mình nghĩ mọi người cứ chơi thôi, ở đâu thấy bụi thì quăng thôi chứ cũng không cần thiết, không có tiếp rất gì đó quá đặc biệt ha. À, về cái hướng dẫn chơi mình nghĩ là như vậy thật sự á. Nè bạn cứ nhìn cái mini map, mình ví dụ khi mà bạn mở mini map đây, mình ví dụ ở tình huống này bạn thấy ở cái mini map không, nó trống trơn, thì tốt nhất là ở mỗi cái bụi bạn đi qua bạn nên check. Bạn nên check ở mỗi cái bụi bạn nên đi qua. Cũng hơi khó, tình huống này cũng hơi khó giải thích, tại vì cái tình huống ở trận đấu này lúc này nó đang còn còn trụ ở trụ giữa nè. Mình ví dụ khi bạn thấy con Ari trên này, mid nó ở đây, top nó ở đây, mid nó ở đây, còn con Salim ở đây đi, mình ví dụ như vậy ha, thì bạn thấy ba vị trí này đã có người rồi nè. Thông thường thì con rừng nó sẽ đứng ở một góc nào đấy, đi farm những cái con kinh công hay là rồng hay là anh bùa anh rừng nhà nó chẳng hạn, có thể như vậy ha, tùy tùy tình huống nhà đó, mình không không có chắc được 100%, nhưng mà thông thường khi mà bạn thấy cái map á, mà nó hơi trắng đây, mình ví dụ chắc mình sẽ phải quay lại ở cái tình huống mà khi mà mình mất mega ba đường đi cho mọi người nhìn. Bạn nên check bụi, check bụi cố gắng nha, thà không đi vào cái bụi thì thôi, bạn là một con AD bạn không nên đi vào bụi. Mình nhớ là cái tình huống đấy mình check bụi nó ở cái khúc nào ha.
Khoan bom, đây mình sẽ ví dụ cho mọi người xem một cái tình huống. Đây là một trong những tình huống nó xảy ra rất là nhanh ha. Nè, mình đang ở mid, mình thấy chưa? Mình đang ở mid và mình thấy ở trên đánh nhau loạn xa quần ở cái đường rồng, và lúc này ý ở ở đường kinh công, và lúc này mình thấy là báo là Seiya đã bị tiêu diệt. Nè, thì mình tính là lùi, nhưng mà đùng một phát mình thấy mẹ ơi, trắng trơn ở khúc này, mà thấy không? Thằng rừng nhưng mà nó chết nhanh quá, nó chết sốc luôn đấy nè, nó chết mà không kịp hiện map luôn đó. Thế là mình mới quyết định là quăng bom ở đây để lấy map, mình thấy chưa nè. Đó, lúc này mình thấy map rồi đó, mình có thể thấy được map đó nè, bạn thấy không? Nhưng tình huống này nếu mà Illumina, nếu mà nó đi bình thường á, đây mình sẽ tô lô lại cho mọi người xem, thấy chưa? Illumina nếu mà đi bình thường, bạn không có quăng bom ở đây nè, bạn sẽ lúc đi ngang đây bạn sẽ thấy mất tầm nhìn, bạn bắn không được, thì bạn quăng bom mình đến vậy thì bạn sẽ quan sát được ở những cái tình huống mà có khả năng đi qua đó. Cái tình huống này thì nó xảy ra rất là nhanh, và đôi khi nó hoàn toàn dựa vào cảm giác của bạn thôi, chứ cũng không không khẳng định được là bạn nên quăng bom vào cái bụi nào. Đây mình ví dụ thông thường thì mình hay quăng vào bụi này nè. Đó, sau khi mình tới cái bụi này xong thì mình sẽ ngừng lại một xíu, chờ chiêu hai nó hồi lại, mình quăng vào bụi này chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đôi khi khi mà đối phương người ta đang đứng ở bụi này nè, mình ví dụ ha, cái đối phương mà họ đã đứng ở bụi này rồi, đây thông thường mình sẽ quăng bom đầu tiên trước khi mình đi vào đây á, thì mình sẽ quăng bom vào bụi này. Sau khi mình vào đi vào bụi này thì mình sẽ quăng vào bụi này, sẽ quăng vào bụi này. Nếu mà tình huống một cái map nó hoàn toàn không có một cái gì đó ở trên này ha, trắng trơn hoàn toàn ha, nó không có một cái chấm đỏ nào hết để mình biết được là có ai xuất hiện trên bản đồ, thì mình sẽ check từng cái bụi như vậy. Nhưng mà vấn đề là đôi khi nè, mình ví dụ khi bạn check được cái bụi này không có ai, bạn đi vào đây thì đối phương đã đứng ở bụi này, kiểu như mấy cái con sát thủ, kiểu như là bất cứ một con sát thủ nào đó ha, gấu rồi nói chung là mấy con sát thủ á, nó đứng ở bụi này, thì khi bạn đi vào bụi nào hóa là bạn chết rồi, bạn không kịp check cái bụi này nữa, đúng không? Đó. Thì nếu gặp những cái tình huống kiểu như vậy đó, thì đôi khi bạn rút kinh nghiệm, bạn thấy là khi bạn đi vào bụi này bạn không bị ai đánh thì thông thường bạn chỉ cần check cái bụi này là được, bạn không cần phải check bụi này, bụi này là bụi này, nó bài bản, nó đúng thủ tục quá, bạn chỉ cần check bụi này, sau đó check bụi này là được. Tại vì thông thường khi bạn đứng ở đây mà bạn không bị đánh á, có nghĩa là ở đây không có ai rồi, đúng không? Đó. Thì nhưng mà cái vấn đề ở trận đấu nó xảy ra rất là nhanh, nó xảy ra rất là nhanh để mà mình đôi khi mà mình kịp hiểu, mình kịp nhìn để mà mình check bộ, thì cái này bạn chơi khoảng vài trăm trận, mình nghĩ là như vậy, chơi khoảng vài trăm thì tự dưng bạn sẽ có kinh nghiệm. Mình nhớ có một tình huống mình check ra được Ari ở trên 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 đường rợ, ở đường tạo thành á, nhưng mà mình không nhớ nó ở phút thứ bao nhiêu. Mình thấy rõ ràng là đổ mát team mình thì toàn nè, không biết có bài tình huống này không, chờ xíu mình xem thử. Đây ý không phải tình huống này. À đúng rồi đó, nó nè. Bạn thấy chưa? Đâu mất, tại sao cái team kỳ cục như vậy? Đánh đánh kỳ cục nè, bạn thấy không? Gấu nè. Đi top nè. Esper nè. Mid nè, AD nè. Đâu mất đứng ở đây. Bụi này đéo check, bạn thấy chưa? Cái bụi này đéo check. Tại sao nó kỳ cục như vậy? Mấy cái thằng đi AD, ý mấy cái thằng đi SP rồi đi top không xếp bụi cho AD. Bạn thấy không? Mình là mình không dám vào cái bụi này nha. Đó, không dám vào bụi này, mình quyết định là đi lẩn vẩn ở ngoài. Đây mình cho mọi người xem, mình sẽ đi lẩn vẩn ở ngoài chờ cái chiêu hai nó hồi lại, mình quăng và mình check. Đó, khi mình vừa quay lại mình quăng rồi, thấy không? Đó là thấy Ari không, thấy chưa? Còn trong trường hợp bạn đi thẳng qua đó là bạn Ari nó làm một combo là bạn chết rồi, bạn thấy chưa? Đó, cái con Celica như mình nói, nó là một con tướng AD mà nó dễ chơi, tại vì nó có thể tự lực cánh sinh được, và nó cũng có thể gọi là gồng gánh team được nè. Mấy con ở đây khác thì đâu có thể nào tự xác bụi được cái này, đúng không? Nhưng mà Celica nó có mìn á, mìn định vị nó quăng vô nó check được cái bụi này. Đó, cậu má nhìn nhìn tình huống này lại lại cọc. Ông SP ông núp ở đây nè. Ông núp ở đây, ông đứng yên. Chờ xíu. Mình xem thằng 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 SP nhà mình nó di chuyển kiểu gì. Tại sao có thằng SP mà nó di chuyển kiểu. Rồi mình xếp bụi, ở đó bụi không có ai đúng không? Đó. Mid chạy lên, mid hướng trái. Má ơi, ở đây xếp bụi xong mid hướng trái. Rồi, top cũng hướng trái. SP cũng hướng trái, đứng lên đây đứng, bạn thấy chưa? Cả team hướng trái cái tầm nhìn của con AD. Đó. Trong khi cái bụi bên cạnh đéo hai cái. Còn khi con tạo thành nó đứng ở đây.
đó. Cái quả này thì cũng may là team SP nó gây choáng được cái con Ari, chứ không mình cũng chết á. Mình nghĩ là Ari đánh mình một combo là mình chết, mình không kịp làm gì đâu. Team nó bảo kê mình được pha này á. Mặc dù mình phát hiện ra địch nha, nhưng mà mình bị bắn một cái đó, mình bị nhảy tương tương. Ari nó dồn combo là mình chết rồi, nhưng mà SP lúc này mặc dù mình chửi, mình vừa mới chửi xong không chịu chết vội, nhưng mà cứu được AD pha đó đó, bạn thấy không? Đó. Cái về tình huống này thì mình nghĩ lúc này còn SP nó chạy đi là không sao nè, bạn thấy không? Chạy đi là thôi, chạy về là thôi, không sao, vẫn cứ lao lên 1-3 để cho chết. Mình nghĩ là ông SP này bình thường ông không đi con coi Vera, ông đi top, ông có nhiều tiền nhiều đồ ông mới đánh kiểu đó được. Chứ bây giờ đang đi SP đâu có tiền đâu mà lao lên cái kiểu này, bạn thấy không? Nè, tình huống này nè. Đó, gấu chết rồi thì thôi, làm gì đâu, đâu có ai tuôn SP đâu. Tự nhiên đang chạy xong quay về là mình không biết cứu sao luôn tình huống này. Ok. Đó, về cơ bản thì con CLK nó chỉ như vậy thôi, mình nghĩ là như vậy. À ok. Mình nghĩ là mình sẽ nói bổ sung thêm một ít về cái vấn đề điều chỉnh vị trí ha, điều chỉnh cái thông số ở trong game á để cho dễ chơi con CLK. Nè, bạn sẽ vào cái phần tùy chỉnh. Vào phần điều khiển. Đây. Nó sẽ có một cái dòng đó là bố tỏ. Tôi chưa kịp nói cái gì hết thì nó đã bị đổi mất rồi. Đây. Bạn sẽ thấy một cái dòng nó ghi là hiển thị mục tiêu chỉ định. Đó thì thông thường mặc định của nó sẽ là ở cái mục này. Đó. Thì bạn sẽ ấn nó lên để nó hiện biểu tượng chỉ định đó, sau đó bạn ấn vào vòng tròn khóa mục tiêu đó. Thì khi mà nó xuất hiện như vậy á thì bạn ấn vòng tròn, nó sẽ đánh đùng 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 vào một con tướng duy nhất đó thôi. Mình sẽ mở lại cái tình huống mà mình đánh một duy nhất vào cái tình huống đó cho mọi người nhìn nhé. Đây, bạn sẽ thấy là khi mà bạn điều chỉnh như vậy á, thì khi mà những cái con tướng nè, khi mình bật ONT, nó sẽ hiện ra những cái hình, ví dụ như ở đây có Illumina nè, có Solim nè, nó sẽ hiện ra hai cái hình để cho bạn chọn. Thì bạn muốn đánh vào con tướng nào thì bạn đánh. Nhưng mà lúc mà mình gặp tình huống này thì mình sẽ tập trung đánh vào AD cho nó chết, tại vì nó là thằng gây đam nhiều nhất đúng không? Đó, thì mình sẽ ấn nó vào cái hình con thỏ này, ấn nó đây nè, đánh liên tục để cho nó đánh trực tiếp vào con đó thôi. Đó. Thì bạn điều chỉnh như vậy. Mình nghĩ là về vấn đề điều chỉnh của con tướng này thì nó chỉ có cái đó là quan trọng thôi, cái đó bắt buộc thôi. Tại vì trước nếu mà bạn không điều chỉnh á, nè, nếu mà bạn không có điều chỉnh như vậy á, thì khi mà nó xuất hiện tình huống mà bạn ulti á, bạn cứ đánh loạn xa quanh lên thôi. Bạn có thể là chọn đánh vào tướng phần phần trăm máu thấp nhất, đánh vào tướng mất máu ít nhất, đang ít máu nhất hay là cái gì đó. Nhưng mà nó không có tập trung ha. Nè, như tình huống này mình sẽ tập trung đánh vào đây thôi. Chứ mình không có đánh vào cái con SP đang còn ít máu, chẳng hạn như vậy, thấy chưa? Đó, chứ nếu mà bạn sử dụng những cái tùy chỉnh thông thường mà không có hình cái hình tướng lên như vậy nè, thì nó sẽ đánh nãy giờ nó sẽ đánh vào con SP à, cái con Illumina, chứ nó không đánh vào thằng Slim. Đó, thì về cái con tướng này thì mình nghĩ tùy chỉnh chỉ có cái đó là mình thấy quan trọng thôi, còn lại là cứ chỉnh tùy thích, bạn muốn chỉnh sao chỉnh. Vậy ha. Rồi, mình nghĩ là mình giới thiệu về con tướng Celka hoặc là Celica này khá là dài rồi. Mình tính nói khoảng một xíu, nhưng mà không biết tại sao sau khi mình phép lát một hồi mình thấy nó hăng mồm á, gần 2 tiếng đồng hồ rồi, 1 tiếng 43 phút rồi. Ok, bye bye ha. Hẹn gặp mọi người ở những clip khác, chuyên mục khác, hoặc là vị tướng khác, hoặc là về chủ đề khác. See you later.